Chuyện các khoa học gia. Tác giả viết này là cư sĩ Từ Quang, cả nhà ông đều là những nhà khoa học lỗi lạc. Song thân ông là hai khoa học gia đồng cộng tác tại Viện Khoa học Trung Quốc. Sau khi tác giả nghiên cứu Phật giáo, xin cảm phục và phát tâm quy y Tam Bảo. Chính lòng hiếu thảo và tâm tánh ứng dụng Phật Pháp của ông đã cứu được mẹ ngay lúc một chân bà đã bước vào quỷ môn quan. Nhờ vậy mà cha mẹ ông hồi tâm đồng bước vào con đường tu học theo Phật. Câu chuyện này hoàn toàn có thật và rất đáng tin. Mời quý vị xem bài văn tự thuật của ông. Tháng 2 năm 1989, tôi quy y Phật tại chùa Ngọa Long ở Tây An với Đại sư Trí Chân. Năm 1991, tôi đến nhậm chức và giảng dạy tại một cao học nọ ở Bắc Kinh. Hơn 20 năm nay, tôi chuyên giảng dạy đào tạo người, vừa nghiên cứu khoa học, vừa tu hành. Tuy chưa đủ tinh tấn, nhưng trong sinh hoạt lẫn công tác đã hưởng được nhiều lợi ích thâm sâu. Trước đây, những chuyện học Phật chiêu cảm ứng vô biên toàn là tôi được nghe các pháp lữ kể. Nhưng sau này thì chính tôi đích thân trải qua, chuyện có thật này phát sinh ngay tại nhà tôi, kỳ lạ và huyền diệu không lường. Vì muốn báo ơn chư Phật, Bồ Tát, tôi xin đem việc này thuật lại, mong chư vị Phật tử tăng trưởng thêm lòng tin chân chánh kiên định. Đầu năm 2008, mẹ tôi bệnh tim và cao huyết áp nghiêm trọng. Chưa đầy nửa năm, đã 4 lần do tim đập mạnh, ngừng đột ngột mà bị hôn mê ngất xỉu. Có lần ba tôi ra chợ mua đồ, mới rời mẹ tôi ra đường chừng khoảng nửa tiếng, thì khi về đã thấy bà té nằm trên đất, dập đầu chảy máu. Rồi sau đó, dù bà có tỉnh, nhưng không đủ sức bò dậy. Lúc tôi đưa mẹ đến các bệnh viện lớn điều trị, mẹ tôi không còn sức để đi. Bác sĩ khám, thấy tim mẹ tôi đập nhanh, hay bị hồi hộp, hoảng loạn, mạch bị bể và nhảy bất thường. Bác sĩ bảo, người già 85 tuổi mà mổ sẽ nguy hiểm rất lớn, nếu không suy kiệt đến cùng thì cố gắng không phẫu thuật, vì vậy chỉ có thể dùng thuốc để xoa dịu bệnh tình thôi. Đến năm 2009, mẹ tôi cứ cách 1-2 ngày là phát bệnh, cơ hồ suốt đêm không ngủ được. Bác sĩ cho thuốc trị tim và cao huyết áp, nhưng thấy đều vô hiệu. Thế nên tôi thật buồn khi nhìn cảnh mẹ tôi trị bệnh không hiệu quả. Những khi tiết trời thay đổi, bệnh bà càng trở nặng. Thậm chí, đài khí tượng mới dự báo khí lạnh vừa đến Tân Cương, thì mẹ tôi đã cảm thấy khó chịu rồi. Thân thể bà suy cực điểm, ban đêm tim thường ngừng đập và nhảy loạn xạ, gây cho bà cảm giác hồi hộp khủng hoảng. Thứ Bảy cuối tháng 5, 2009, tôi đến thôn Trung Quang thăm song thân. Cha tôi bảo, khi trời mùa hạ oi bức, nung nấu như thế này, e rằng mẹ con không qua khỏi, không thể ngồi đó nhìn mẹ chờ chết. Trong giây phút nguy cấp, tôi nghĩ đến Phật Pháp và muốn ngầm tạo công đức cho mẫu thân. Lúc đó tôi mới thuộc Kinh Kim Cang. Tôi biết Kinh Kim Cang vi diệu không thể nghĩ lường, nên quyết định tụng Kinh Kim Cang hồi hướng công đức cho bà, cầu chư Phật Bồ Tát gia hộ bệnh mẹ tôi chuyển tốt. Thế là chủ nhật, tôi bắt đầu tụng. Hàng ngày cứ 5 giờ sáng, tôi thức dậy tụng một bộ Kinh Kim Cang. Tụng rồi thì hồi hướng hai nguyện. Một, trước tiên là cầu cho quan gia trái chủ của mẫu thân. Học Phật hơn 20 năm, tôi biết những bệnh chữa trị vô hiệu đều thuộc về nghiệp chướng, nhất định là do quan gia trái chủ tìm đến đòi nợ, quấy nhiễu. Vì vậy, rất cần hồi hướng cho những quan gia trái chủ mà mắt phàm không nhìn thấy này. Nội dung hồi hướng đại khái như sau: tôi xin hồi hướng công đức tụng Kinh Kim Cang này cho tất cả quan gia trái chủ của mẫu thân, xin chư vị quan gia đừng hành hạ dày vò mẹ tôi nữa. Tôi biết các vị rất khổ, mẹ tôi cũng khổ, nhưng cứ quấy nhiễu như thế này sẽ khiến đôi bên lưỡng bại câu thương, đều bị thiệt hại. Giờ đây tôi tụng Kinh Kim Cang, xin hồi hướng công đức cho chư vị, cầu chư vị tiêu nghiệp chướng, có thể ly khổ đắc lạc, thác sinh vào cõi lành. Mong chư vị phát tâm quy y Tam Bảo, tin và nguyện niệm Phật, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. 2. Sau đó tôi hồi hướng cho mẫu thân như sau: nguyện mẹ con nghiệp chướng tiêu trừ, phúc huệ tăng trưởng, khang kiện trường thọ, phát tâm tin và nguyện niệm Phật, sau khi mãn báo thân này, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tôi tụng một tuần,
xong 7 bộ kinh Kim Cang, bởi lúc tụng vào khoảng 5 giờ sáng, sợ làm ảnh hưởng giấc ngủ người thân, nên tôi chỉ tụng thầm. Lúc tụng văn hồi hướng cũng niệm thầm. Trong tâm, tưởng rõ ràng từng biến, chỉ là không đọc ra tiếng. Nhưng mà, chuyện tụng kinh Kim Cang hồi hướng cho mẹ này, tôi tuyệt chẳng hé răng nói với mẹ hay bất kỳ ai biết. Sau một tuần, tôi đi Trung Quan thăm song thân. Khi tôi hỏi thăm bệnh tình của mẹ, phụ thân tôi tỏ vẻ hưng phấn nói: "Thật may mắn rằng cả tuần nay tim và huyết áp của mẹ tôi đều ổn, cho nên hàng ngày bà ngủ rất ngon, liên tục 7 ngày mà không phát bệnh. Đây là việc chưa từng có gần một năm nay." Nghe vậy, tôi khắp khởi mừng, thầm đoán rằng chuyện mình tụng kinh cho mẹ đã có tác dụng. Thế là tôi kể cho mọi người nghe sự tình, ai nghe xong cũng ngạc nhiên, đồng cho là vi diệu. Sau đó, mẹ tôi khai ra chuyện bà giấu giếm bấy lâu. Tôi nghe càng chấn động chữ. Mẹ tôi thố lộ rằng, trước đây bà sợ nói ra, cả nhà không ai thèm tin, nên đành im lặng. Số là gần một năm nay, tối nào bà cũng bị huyết áp tăng cao, tim mệt cực kỳ, ngủ không được. Hơn nữa, còn luôn nhìn thấy có người đi qua lại trong nhà. Mẹ tôi nhấn mạnh là bà không hề nằm mơ, vẫn hoàn toàn tỉnh táo, vậy mà luôn nhìn thấy đám người đó. Tôi hơi hoảng, hỏi liền: "Họ ra sao?" "Họ có đủ nam đủ nữ, tuổi tương đối lớn." "Vậy hình dáng như thế nào?" "Đa số mẹ không nhìn rõ mặt. Không chỉ có vậy, vào nửa khuya mẹ còn nghe thấy tiếng phụ nữ khóc lóc. Có lần còn bị một ông to lớn cường tráng, tướng mạo hung dữ, nhào đến chụp cánh tay mẹ. Mẹ giằng lại thoát ra." Mẹ giải thích: "Bởi vì sợ thấy đám người này, nên mỗi tối ngủ mẹ đều không dám quay mặt ra ngoài. Nhưng dù có nằm quay vô vách, thì một lần nọ, trước mặt mẹ chưa đầy 30 cm, bỗng xuất hiện một kẻ vừa già vừa xấu, cực kỳ dơ bẩn hôi tanh, đến nỗi mẹ phải nôn thốc nôn tháo, ói mửa liên hồi, rồi kẻ quái dị đó mới biến mất." Trước năm 1949, mẹ tôi tốt nghiệp đại học. Hồi chưa nghỉ hưu, từng là nhân viên Viện Nghiên cứu Khoa học Cao cấp Trung Quốc. Bà làm việc tại thôn Trung Quang. Do bản thân là dân trí thức cấp cao, lại có bề dày công tác mấy mươi năm tại Viện Khoa học, bà đâu có bao giờ tiếp xúc với những gì được xếp loại là mê tín. Tất nhiên, chẳng thể nào chấp nhận được các hiện tượng bao gồm người và vật thuộc lĩnh vực này. Bà không bao giờ tin là có quỷ thần. Nhưng lần này, oái âm thay, chính bà là đích thân diện kiến quỷ khi còn đang sống, lại không phải do ảo giác mà thấy. Điều này khiến mẹ tôi dù không muốn cũng phải tin. Tôi hỏi: "Sao mẹ không nói sớm cho con biết? Mẹ không hiểu chuyện này rất nguy và đáng sợ hay sao? Điểm đáng sợ chính là khi đó một chân mẹ đã bước vào quỷ môn quan rồi." Tôi giải thích cho mẹ rõ: "Trong lục đạo thì nhân đạo, súc đạo và quỷ đạo, cả ba cõi này đồng sống trong một không gian. Cõi súc sinh chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng cõi quỷ thuộc âm tính. Vì vậy mà con người bình thường nhờ dương khí thịnh hơn, nên những chúng sinh cõi quỷ không cách chi tiếp cận được, bởi vậy mà ta không thấy họ. Thế nhưng các quan gia trái chủ đã qua đời, hiện đọa trong quỷ đạo luôn chật sẵn, đợi lúc con người bệnh nặng hoặc sắp chết, khí âm thịnh và dương suy thì chúng lập tức đến tiếp cận để đòi nợ, hành hạ, báo thù. Vì vậy, ngay giây phút mẹ nhìn thấy chúng sinh cõi quỷ, tức là một chân đã bước vào quỷ môn quan rồi. Nếu mẹ chịu báo sớm cho con hay mọi điều, thì con có thể làm Phật sự để giải cứu cho mẹ sớm hơn." Mẹ nói: "Nhưng khoảng một tuần nay, mẹ không còn thấy quỷ nữa." Chính là bắt đầu từ hôm tôi tụng kinh hồi hướng công đức cho mẹ và quan gia trái chủ của bà, thì ngay tối đó chúng quỷ đã biến mất hết, suốt cả tuần không đến quấy rầy nữa. Trọn cả nửa năm sau, tôi một bề tụng kinh Kim Cang hồi hướng cho song thân, tụng khoảng 100 bộ. Kể từ Chủ nhật mùa hạ năm 2009 trở về sau, bệnh tim và chứng cao huyết áp của mẹ tôi đã chuyển tốt. Mỗi ngày uống thuốc một lần, lượng thuốc cũng giảm đi phân nửa, ít hơn bình thường. Song thân tôi thuộc giới trí thức,
họ tốt nghiệp đại học trước năm 1949, cùng là nhà khoa học ưu tú, công tác tại viện khoa học cao cấp, nên thuyết phục họ tin Phật rất khó. Tôi học Phật đã hơn 20 năm, một bề tuyên dương Phật Pháp cho song thân hiểu, nhưng gia phụ một mực bán tính bán nghi, còn mẹ tôi thì dứt khoát không tin. Nhưng kể từ lúc tôi tụng kinh Kim Cang cầu cho mẹ, chưa được cảm ứng vi diệu, chính việc này đã khiến cho hai nhà khoa học gia cứng cỏi của tôi chấn động và cảm kích. Lần này thì hai vị hoàn toàn tâm phục khẩu phục, bắt đầu tin Phật giáo và phát tâm niệm Phật, cầu sinh Tây Phương. Mẹ tôi năm nay 88 tuổi, hàng ngày, mỗi sáng tối, bà đều bỏ ra một tiếng đi tản bộ, vừa đi vừa niệm Phật, tinh thần và sức khỏe sung mãn. So với nửa năm trước, giống như là hai người khác nhau vậy. Gia phụ cũng 88 tuổi, hàng ngày, ông kinh hành niệm Phật hơn 2 tiếng. Tôi còn mua máy niệm Phật cho mở ở nhà suốt 24 giờ, hỗ trợ song thân, nhiếp tâm mạnh thêm. Chuyện cảm ứng của tôi, nếu nhận xét theo khoa học, vẫn hội đủ điều kiện để chứng minh. Rõ ràng là, suốt tuần lễ, tôi tụng kinh Kim Cang cầu cho mẹ, tôi không hề thổ lộ điều này cho song thân hoặc bất kỳ ai biết. Và ngay trong thời gian tụng kinh, tôi cũng hoàn toàn không hay biết gì về chuyện bí ẩn của mẹ. Vì vậy, khi mọi sự được hóa giải êm đẹp, chẳng thể kết luận bằng tất cả do tôi tự khỉ ám thị hoặc ảo giác tạo thành. Do vậy mà tôi hoàn toàn xác tín công đức kinh Kim Cang quả thực màu nhiệm không thể nghĩ lường. Lá thư độc giả. Kính sư cô, con xin báo một tin vui để sư cô mừng cho con, và cũng để sư cô phấn khởi khi biết công lao dịch thuật của sư cô đã giúp cho đời và giúp cho người vô cùng trọng đại. Chắc sư cô còn nhớ, hơn 2 năm trước, mắt trái của con đỏ và chảy nước mắt, nóng rát vô cùng. Bác sĩ nhãn khoa ở Mỹ đã tận lực chữa cho con mà không khỏi, còn 20% là mù hẳn. Sau khi đọc về thanh xà bạch xà trong câu chuyện Nước tràn Kim Sơn Tự, nơi sách Báo ứng hiện đời tập 3 của sư cô dịch, thì một niềm hy vọng lé lên. Thế là con trì kinh Địa Tạng và lại sám hối Lương Hoàng Xám khoảng 10 bộ, thì bệnh mắt bớt dần, rồi sau đó khỏi hẳn. Tới giờ tính ra đã gần 3 tháng rồi. Con báo tin chậm là do phải chờ xem mình đã thật lành hẳn hay không. Đến giờ thì chắc chắn bệnh đã lành hoàn toàn rồi. Hiện tại thì con thấy đường rất rõ, dù lái xe ban đêm. Bác sĩ chữa mắt cho con cũng là một Phật tử thuần thành. Sau khi nghe con tâm sự, cô ta ôm chầm lấy con mừng rỡ, cả thầy thuốc và bệnh nhân đều rơi nước mắt. Một lần nữa, con xin tạ trọng ơn sư cô và kính chúc sư cô sức khỏe. NT, 25 tháng 10 năm 2014. Lời người dịch. Trên đây là lá thư của một nữ độc giả ở Mỹ, từng dạy cho các sinh viên Mỹ, nay đã về hưu. Tôi xin mạn phép đăng lên để độc giả có bằng chứng xác thực và tăng thêm niềm tin. Xin lỗi nữ độc giả này vì đã không hỏi ý cô mà đã tự tiện tải đăng. Vì lợi ích bao người, mong cô tha thứ cho. Dịch giả, ngày 25 tháng 12 năm 2014. Bắt người thân chịu thêm nghiệp. Hỏi: người Việt Nam của ta có phong tục là khi đến ngày chết của thân quyến và tổ tiên thì làm giỗ để tưởng niệm, nhưng họ lại tổ chức ăn uống nhậu nhẹt, có khi lại sát sanh nữa, cúng toàn đồ mặn cho người đã chết. Lúc người chết còn xin tiền thích ăn gì là họ lại làm những món đó để cúng. Theo chú thì họ làm như vậy có ích lợi gì chăng? Người đã chết có hưởng được không? Có phải vô tình đã gây thêm tội nghiệp cho người đã chết, mà có khi người chết đã đi đầu thai trong lục đạo rồi, mà cúng dỗ có còn liên quan gì đến họ nữa không chú? Vì họ đã đi đầu thai rồi mà. Cúng cho bà nội cháu thì cúng đồ chay, còn làm đồ mặn cho con cháu ăn, và có mời vài người lại nhậu nữa. Theo chú thì sao?
ba mẹ cháu làm như vậy có đúng không? Có ảnh hưởng gì đến vong linh bà nội cháu không? Theo chú, ngày giỗ nên làm gì để vừa có lợi ích cho người chết và người đang sống? Trả lời: thế gian thì việc này là chuyện thường, nhưng người hiểu Phật Pháp thì nên cẩn thận, làm đúng theo Pháp mới tốt. Trong khuyên người niệm Phật tập 1, có bàn về vấn đề cúng dỗ, xin xem qua để biết thêm. Việc cúng dỗ có ảnh hưởng khá lớn đến vong linh người chết. Nếu lợi dụng ngày dỗ kỵ của người quá cố mà làm tiệc linh đình giết hại sanh vật để thết đãi, sẽ tạo thêm tội cho vong linh. Trong tội sát sanh, Kinh Phật có nói: tự mình giết, vì mình mà con vật bị chết, thấy người ta giết mà mình vui mừng, đều có liên quan đến tội này. Vì thế, chọn những ngày dỗ kỵ mà sát sanh hại vật, thì vong linh ấy cũng liên can chịu tội. Nếu người chết còn bị kẹt vào chỗ nào đó chưa được đầu thai, thì mỗi lần con cháu giết hại sanh vật để cúng tế, thì họ lại bị thêm tội. Vì nghiệp mà họ đang chịu trả báo, nay bị con cháu gửi thêm nghiệp nữa, nghiệp sau chồng nghiệp trước, biết chừng nào trả cho xong, thật tội nghiệp cho họ. Người chết lúc sanh tiền thích sát sanh hại vật để ăn, đây là vì tham ăn mà tạo nghiệp ác. Chính vì tội sát sanh hại vật mà họ đang chịu nạn. Khi bị nạn rồi, họ đã biết nguyên nhân tại sao, họ rất ân hận, nhưng đã quá muộn màng. Họ đang rất tha thiết và âm thầm cầu xin con cháu thương họ mà tìm phương giải nạn cho họ. Nếu con cháu biết được đạo lý này thì nên làm lành. Những ngày cúng dỗ đều tổ chức niệm Phật tụng kinh, phóng sanh lợi vật để hồi hướng công đức. Ơn nghĩa này đối với họ lớn lao và quý hóa biết chừng nào. Nếu họ đã đầu thai rồi mà con cháu vẫn cứ giết hại chúng sanh để hồi hướng cho họ, thì họ vẫn bị ảnh hưởng chứ làm sao tránh khỏi. Ví dụ như một người chết đầu thai làm chó chẳng hạn, đây là vì ngu muội mà sanh vào loài súc sanh. Con chó vì thương con cháu trong gia đình nên sẽ trở lại trong nhà để phục vụ cho con cháu. Nếu người thân nhân biết làm thiện hồi hướng cho người đó, cầu cho họ dù đang ở trong cảnh giới nào cũng nương theo công đức này sớm tỉnh ngộ tu hành niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhờ lòng thành mà được cảm ứng, thì con chó đó có thể được hóa kiếp hay siêu thoát. Chứ con cháu không chịu làm thiện mà còn sát hại sanh vật đem cúng cho tấm hình đời trước của nó, rồi liệng xương cho nó ăn nữa, trớ trêu không? Thậm chí nhân ngày giỗ của chính nó trong đời trước, con cái lại bắt con chó đó làm thịt để nhậu nhẹt. Hãy nghĩ thử, oán nạn này sẽ dẫn tới đâu? Thân nhân đã biến thành oan gia trái chủ, tình thương đã biến thành hận thù, hận thù đời đời kiếp kiếp, biết bao giờ mới giải tỏa đây? Vấn đề dỗ chay đãi mặn thì chẳng khác gì. Vì thật sự tiếng là dỗ chay, chứ dài đĩa xào để trên bàn thờ, so với tràn ngập thịt cá trong bàn tiệc, thì mấy món xào trên bàn thờ chỉ là hình thức giả tạm, làm sao che lấp được sự thịt ê hề say sưa túy lưới. Hình thức trống rỗng, tâm ý giả tạo, có cảm thông được gì? Bắt người ta cắt cổ mổ ruột để nhậu trong ngày dỗ mà gọi là dỗ chay, thật là trớ trêu ngang ngạnh. Càng giả tạo càng làm cho các oan hồn của những chúng sanh bị giết hại càng thêm hung hãn, càng thêm căm thù. Thù chất thêm thù, oán thù càng ngày càng khốc liệt. Trong bộ sách khuyên người niệm Phật, Diệu Âm cho đây là hành động trả hiếu quá kỳ quái của người thế gian. Ông bà đã dụng tu bị quả báo quá đau khổ, vì sát sanh hại vật nên họ chịu đủ mọi cực hình đau khổ trong tam đồ ác đạo để trả nghiệp. Con cháu không tìm cách gỡ nạn cho ông bà mà cứ chờ đến những ngày dỗ kỵ
đem máu thịt nhét vào mồm của ông bà để ông bà bị kết thêm tội sát sanh mới. Làm như vậy có khác gì ông bà bị nạn đang tìm cách ngoi lên thoát nạn, vừa mới ngóc lên một chút thì bị con cháu nện lên đầu một đạp cho chìm xuống lại trong cảnh đọa lạc. Chả hiếu gì mà kỳ vậy. Vậy thì người biết tu hành, những ngày dỗ kỵ ông bà nên làm chay thanh tịnh mới tốt, tụng kinh niệm Phật hồi hướng công đức cho vong linh, cầu xin vong linh sớm siêu sanh tịnh độ. Nên giảm chế các hình thức ăn nhậu say sưa, tuyệt đối đừng sát hại sanh vật, đừng nên lợi dụng ngày chết của ông bà cha mẹ mà giết hại sanh vật làm đám tiệc lên đình để trả ơn nghĩa thế gian. Nếu sơ ý, vừa tội nghiệp cho ông bà, vừa kết thêm nghiệp chướng cho chính mình, nhân quả này không dễ gì trả được đâu. Không những vậy, nhưng ngày dỗ kỵ này, con cháu nên ăn chay, phóng sanh, làm các việc thiện để hồi hướng công đức, cầu cho vong linh được tiêu nghiệp tăng phước. Chỉ cần nhang đèn, hoa quả với vài món tinh khiết để tỏ lòng thành kính. Nếu nhà nghèo quá thì chén nước lạnh trong sạch với hoa quả, một nén hương là đủ để thiết lễ tưởng niệm rồi. Cần chi đến hình thức linh đình mà bị khó khăn. Mời đồng tu đến tụng kinh niệm Phật, hồi hướng công đức là tốt nhất, tiện nhất, đúng pháp nhất. Nên thành tâm khai thị, khẩn cầu vong linh sớm hồi đầu quy y Tam Bảo, niệm Phật cầu sanh cực lạc thì càng hay càng chánh pháp. Ngày dỗ kỵ mà làm được các điều thiện này thì được nhiều chư thiện thần ủng hộ gia trì. Nếu cứ sát sanh hại vật, làm việc sai với đạo pháp thì các vị thiện thần sẽ lánh xa. Đây là điều không tốt cho gia đình trong tương lai vậy. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 5 tháng 6 năm 2009. Âm thanh lạ. Hỏi: A Di Đà Phật, thầy Tịnh Không dạy rằng trong tu tập nếu ta chứng đắc được điều gì không nên đem ra khoe. Có cô Diệu Ngộ khoe hết chuyện này đến chuyện kia. Con vô phước bắt đầu niệm Phật từ khi mượn sách đó từ thư viện. Chắc chắn lời khoe của cô ta làm cho con sai lầm. Kể từ lúc nghe tiếng niệm Phật trong đầu thì lại kèm theo tiếng trời mưa rất lớn. Nhiều lúc con bị sống trong sợ hãi bởi vì cái chứng lạ này. Hôm nay con cảm thấy rất rõ, nó chính là ma chướng trên đường tu tập quá non kém của con. Xin giúp con. A Di Đà Phật. Diệu Hưng trả lời: Người đã chứng đắc thì đã thấy rõ chân tâm tự tánh. Chân tâm tự tánh là chính cái bản giác của mình thanh tịnh tịch diệt. Đã thanh tịnh tịch diệt rồi thì còn gì để hồ hởi nữa mà đi khoe ra ngoài. Ngài Tịnh Không nói, một khi khoe ra thì định lực tan biến hết. Tan biến hết tức là không có định lực. Không có định lực thì chứng đắc chỗ nào. Vì thế Diệu Hưng hãy giữ lòng khiêm nhường tu tập, cố gắng nghe theo lời tổ, lời chỉ dạy của chư hòa thượng cao tăng đại đức mà tu tập mới an lòng, trở nên hiếu kỳ mới tốt vậy. Tất cả đều do tâm mình tạo ra, hỗn loạn cũng do tâm, vui vẻ cũng do tâm, buồn bã cũng do tâm, yên tĩnh cũng do tâm, ồn ào cũng do tâm. Nay Diệu Hưng thường nghe tiếng này tiếng nọ cũng do tâm. Vậy thì lấy tâm mà điều phục. Một là tâm đang lo sợ thì đừng lo sợ nữa. Một lần lo sợ thì có thể niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát có đại nguyện cứu khổ cứu nạn. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói: Nhược hữu cấp nạn khủng bố, đẳng tự quy mạng Quán Thế Âm Bồ Tát, vô bất đắc khả thoát giả. Nghĩa là nếu ai có nạn tai khủng hoảng lo sợ, thành tâm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì Ngài đến cứu cho. Không có nạn nào là không hết. Hàng ngày, ngoài thời niệm Phật, nên phát tâm niệm thêm Bồ Tát. Tin tưởng vững vàng như vậy thì tự nhiên hết bệnh. Khi hết bệnh rồi
thì nhớ niệm Phật tu hành nhé. Khi tu hành phải nhớ rõ rằng mình còn nghiệp chướng sâu nặng, nhiều đời nhiều kiếp mê muội làm chuyện sai lầm, oan gia trái chủ nhiều lắm, thì đời này dù có niệm Phật được là nhờ thiện căn phước đức nào đó đưa đến. Đây là cơ duyên mình được Phật lực gia trì mà đới nghiệp giảng sanh, chứ không phải niệm vài hôm là được chứng đắc đâu nhé. Cho nên tự cao ỷ lại, cho nên vỗ ngực cho là chứng đắc nữa nghe. Mỗi khi niệm Phật tu hành, ngay cả lúc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát nữa, đều phải hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, luôn luôn phải có lòng thành sám hối nghiệp chướng của mình, không được cống cao ngã mạn, không được cạnh tranh ganh tị, không nên nói người này xấu, người kia hư, đừng nên nóng giận kình cãi với ai, tất cả nên bỏ qua hết, vui vẻ thoải mái thì tự nhiên hết bệnh. Đó cũng chính là tu hành vậy. Đừng nên sát sanh hại vật, dù là muỗi, ruồi, kiến cũng không được giết chúng nhé. Phải có tâm từ bi rộng lớn như vậy mới được. Sám hối là không làm lỗi lầm nữa, ngày ngày niệm Phật để hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, cầu giải tỏa tất cả oán thù. Cứ hồi hướng mãi để giải lần chướng nạn. Cụ thể, đang nghe âm thanh gì đó, chưa chắc là xấu, cũng chưa chắc là tốt. Xin vững lòng bình tĩnh, không mừng, không sợ. Mừng cũng không tốt, mà sợ cũng không hay. Nếu đang niệm Phật thì cứ niệm Phật, lắng nghe tiếng niệm Phật của chính mình. Còn tất cả các hiện tượng khác, đừng để ý tới, hãy kệ nó đi. Chỉ biết rằng, khi mình niệm Phật thì có chư Bồ Tát gia trì, có chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ, mình sẽ an toàn không có gì e ngại, phải tin tưởng vững chắc như vậy. Chúc an vui. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 8 tháng 6 năm 2009. Sợ ma. Hỏi: A Di Đà Phật, Minh Quang có một câu hỏi xin chú Diệu Âm hoan hỷ cho. Nếu một người bị yếu bóng vía và thường sợ ma, thì có nên để họ tham gia vào cuộc hộ niệm cho người sắp lâm chung không? Xin cảm ơn chú. Trả lời: yếu bóng vía hay sợ ma thì nên niệm Phật nhiều. Niệm Phật thật thành tâm. Mỗi câu niệm Phật thành tâm thì có 25 vị Bồ Tát gia trì. Có Bồ Tát gia trì thì còn ma nào dám chọc nữa mà sợ. Thiếu niềm tin vào Phật Pháp mới sợ ma, không hiểu Phật Pháp mới sợ ma, thường làm việc ma mới gặp ma, tâm ma mới gặp ma. Thuật ngữ thế gian có câu: ma bắt coi mặt người ta, mặt ai mét mét thì ma bắt hoài. Vậy thì đừng sợ bậy bạ nữa nhé. Vì thật ra chính mình là một con ma rất lớn, lớn hơn những con ma khác mà không hay. Chính mình là ma mà lại sợ ma, vô tình cứ đi dọa ma người khác, thành ra con ma mình làm con ma người bất an. Rốt cuộc ai cũng phải sợ mình. Sợ mình thì lìa xa mình, vô hình trung, chính mình tách ly đại chúng, sống âm thầm neo đơn trong cảnh ma. Tâm sợ ma thì tâm luôn nghĩ đến ma, tâm luôn nghĩ tới ma thì ma cứ hiện mãi trong tâm. Ma hiện mãi trong tâm thì tâm thấy ma hàng ngày. Tâm thấy ma hàng ngày tức là hàng ngày đang sống với cảnh ma. Sống với cảnh ma thì dễ thành ma. Thân là người mà tâm là ma thì làm sao có ngày giải thoát. Đây chính là tự mình trói buộc mình đó. Tự mình tạo tất cả cảnh giới xấu cho chính mình. Tâm chấp vào đâu sẽ đi về cảnh giới đó. Do đó, nếu cứ nghĩ về ma, thì sau khi chết dễ đi về đường ma. Thế gian gọi là sống làm người, chết làm ma, thật oan uổng vô cùng. Tất cả đều tại chính ta muốn vậy. Làm ma khổ lắm, sướng ít gì đâu mà chạy theo con đường đó. Một người nào đó còn sợ ma thì mời đi hộ niệm làm chi? Chờ khi nào hiểu đạo rồi mới đi hộ niệm cũng chưa muộn vậy. Hiểu đạo là sao? Là người thành tâm niệm Phật, ngày ngày nghĩ Phật, giờ giờ tưởng Phật, quyết định tương lai sanh về nước Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói:
ức Phật, niệm Phật, hiện tiền đương lai, tức định kiến Phật. Nghĩa là người luôn luôn nhớ đến Phật, luôn luôn niệm Phật. Được vậy, nếu không bây giờ thì cũng tương lai chắc chắn sẽ gặp Phật. Gặp Phật có nghĩa là thành Phật, chứ không phải là mong tâm cầu thế này thế nọ đâu nhé. Tại sao lại gặp ma? Vì không hiểu pháp Phật, vì không làm theo lời Phật dạy, mà lại làm ngược lại kinh Phật. Phật dạy, ức Phật niệm Phật thì gặp Phật, còn mình lại ức ma niệm ma, thì tương lai nhất định gặp ma. Gặp Phật hay gặp ma đều do chính mình tưởng tới, nhớ tới, niệm tới. Tất cả đều do chính tâm mình tạo ra cả. Như vậy, gặp Phật hay gặp ma đều do chính mình muốn, chứ có ai tạo ra cảnh tượng này đâu. Gặp Phật chắc chắn phải hay hơn là gặp ma chứ. Hiểu được đạo lý này thì xin thành tâm khuyên người nào sợ ma đó, hãy mau mau từ bỏ ý niệm này. Bỏ đi là hết, tất cả đều được giải quyết. Nhìn xác người chết mình sợ ma, vì mình đang nghĩ đến người đó có linh hồn, linh hồn không còn trong cái xác nữa thì thành ma. Xin hỏi, khi nhìn một cái xác chết của con heo, tại sao mình không sợ? Có lẽ mình cho rằng con heo không có linh hồn chăng? Quá sai lầm. Phật dạy, tất cả mọi sanh vật đều có tánh linh. Tánh linh này là Phật, tánh linh bình đẳng với thánh không ngộ, với phàm không mê, với người không hơn, với vật không kém. Tánh linh vẫn là vậy, mê hay ngộ, hơn hay kém, đều do chính chúng sanh tạo lấy mà thôi. Người thế gian mê muội nên hạ cấp tánh linh này xuống thành linh hồn, vong hồn, du hồn hoặc thành ma. Khi mê, thấy chúng sanh giống như ma, sợ sệt. Ngộ rồi, thấy chúng sanh đều là Phật, cung kính. Rõ ràng, Phật hay ma đều do tự tâm, kính hay sợ cũng do chính tâm của mình tạo ra. Ví dụ cụ thể, một người không biết đường tu, ngu muội tham chấp vào gia tài, điền sản, quyến luyến, nhà cửa. Khi chết, dễ dàng đầu thai thành loài bàn xanh như con heo trong chuồng. Thân là heo, mà linh hồn của con heo đó trước đây lại chính là người chủ trong gia đình đó. Khi còn là người thì được cung kính, nể gì. Khi làm heo rồi thì bị khinh bỉ, hất hủi. Người sợ ma không dám nhìn xác người, mà lại vui vẻ nhìn xác heo chết. Không ngờ xác heo và xác người tuy hai mà một. Người ngồi gần người chết thì sợ mùi tử khí, mà lại mạnh dạn banh xác con heo, lóc xương cắt mỡ, tìm miếng thịt nạc. Bên xác người chết thì được thành kính, tụng kinh, niệm Phật, thắp hương, đốt trầm, mà lại sợ. Trong khi mổ xẻ xác heo thì phần tiểu khai thối, máu thịt tanh hôi, mà nhiều người lại thấy thơm. Đâu là ma, đâu là Phật đây? Chúng ta đâu có biết rằng, trong lúc banh thay con heo ra tìm miếng thịt nạc, thì có một linh hồn đang nhìn mình chăm chăm, đang căm hờn tột độ, đang nguyền sủa thậm tệ, và chúng thề quyết sẽ trả mối thù sát mạng phân thay này. Cách biệt giữa ma và Phật chỉ có mê và ngộ. Người chưa muốn giảng sanh thành Phật thì chưa ngộ. Người cứ nghĩ tới ma vì đang mê, mê làm ma, ngộ làm Phật. Ngộ ra đạo lý này thì thấy chính mình là một vị Phật. Một vị Phật thì an nhiên, thanh tịnh, sống thì niệm Phật, khi xả bỏ báo thân thì về Tây Phương gặp Phật A-di-đà, thành Phật, tận hưởng an vui cực lạc, giải thoát, sống chết tự tại. Còn gì nữa mà lo? Không chịu ngộ ra đạo lý này thì mê muội cứ tiếp tục mê muội. Mê muội thì sống mà tâm thần bất tịnh, không an, sợ ma. Khi chết thì tâm hồn hoảng hốt, kinh hãi, không còn sáng suốt, mù mù, mịt mịt, bị ma dẫn theo cảnh ma, để thành ma, đời đời kiếp kiếp lang thang khổ cực, làm sao được vui đây? Hãy mau mau ngộ đi, sống thì niệm Phật hộ niệm cứu độ chúng sanh, chết thì liền báo thân đi,
giảng sanh về tịnh độ một đời cực lạc, sung sướng thành tựu đạo quả, vui quá. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 14 tháng 6 năm 2009. Cúng dỗ người giảng sanh. Hỏi: A Di Đà Phật, Minh Châu gửi lời vấn an sức khỏe cư sĩ Diệu Âm. Minh Châu hơi thắc mắc là khi những người đã được giảng sanh thì mình chỉ cần tưởng nhớ tới người thân mình, nên mình cầu siêu và phóng sanh cho thân nhân trong vòng 49 hoặc 100 ngày. Rồi sau đó, mình có cần thiết phải cầu siêu cho họ nữa không? Và có cần lập bàn thờ để làm dỗ cho thân nhân mỗi năm không? Vì người được giảng sanh đã theo từ phụ A-di-đà rồi. Xin cư sĩ giải thích cho Minh Châu được hiểu thêm. Cảm ơn cư sĩ nhiều. Triệu Kim Ngọc, Minh Châu. Trả lời: chúng ta, người Phật tử thường tới chùa dâng hương, hoa quả cúng Phật. Phật đâu dùng những thứ đó, vậy mà mình vẫn cúng. Mình thành tâm lễ Phật, lạy Phật, niệm Phật. Phật đâu cần những chuyện này, nhưng ta vẫn làm. Cầu siêu 49 ngày, 100 ngày, phóng sanh, làm các việc lành hồi hướng cho người xa đi. Đây là sự tự nguyện của người còn sống. Việc làm này thể hiện lòng hiếu nghĩa của con cháu đối với ông bà cha mẹ đã xa đi, thể hiện tâm thương kính trước sau như một. Con cháu có nghĩa, có hiếu thì nên thành tâm làm. Nếu quên tình quên nghĩa thì có luật lệ nào phạt tội mình? Tất cả đều do tâm của con cháu có thành kính hay không. Nếu người thân bị chết, nghĩa là không được giảng sanh cực lạc, chắc chắn họ bị kẹt trong sáu nẻo luân hồi. Tệ hơn nữa, hầu hết bị lạc trong ba đường đọa lạc. Con cháu hãy thường tưởng người thân mà thành tâm cầu siêu cho họ. Đây là điều phải làm, rất cần. Hãy chí thành chí kính mà làm. Đừng nên hỏi đi hỏi lại rằng có linh không, có thiên không, có ích gì không. Dù kết quả có được viên mãn hay không thì chúng ta cũng không nên bỏ qua, vì đây là tâm hiếu kính. Nếu người thân được giảng sanh thì ta cũng vì tâm hiếu kính mà làm cho trọn phận làm con cháu, đừng nên ngại ngùng. Tất cả những nghi tiết về tụng kinh niệm Phật để cầu siêu, các việc thiện, phóng sanh, chúng ta cũng nên làm và cố gắng làm với lòng chí thành chí kính để hồi hướng công đức cho họ. Sau đó, nhân ngày dỗ kỵ, ta vẫn nên tổ chức niệm Phật, tụng kinh, trai chay thanh tịnh để hồi hướng công đức và tưởng niệm người đã giảng sanh. Việc làm này rất tốt, rất có lợi. Tại sao vậy? Một là vì lòng kính thương hiếu nghĩa, hiếu dưỡng phụ mẫu là điều đầu tiên Phật dạy. Hiếu thuộc về xuất thế gian, dưỡng thuộc về thế gian pháp, phải chu tất khi người còn sống cũng như lúc khuất bóng. Hai là nhờ vậy mà họ được dự phần cao phẩm hơn. Ba là hồi hướng cho một vị ở cõi cực lạc công đức sẽ lớn vô cùng. Nhờ công đức này mà sau này duyên phận giữa ta với họ càng sâu càng nặng, họ không thể không cứu ta. Bốn là nói giảng sanh là xét về sự tướng mà nói, chứ chính chúng ta chưa chứng đắc, chưa có đủ đạo nhãn thì làm sao dám bảo đảm 100%. Vậy thì phận làm con cháu phải cẩn thận tối đa, phải thận trọng hành theo đúng lễ mới an tâm, mới tránh được những sơ suất, khỏi bị ân hận về sau. Thực tế, những việc làm này cho người quá cố thì ít, mà cho chính ta thì nhiều. Chính ta đều hưởng hầu hết công đức, còn người đã xa đi thì chỉ hưởng một phần mà thôi. Nếu tâm có thành cho mấy đi nữa, dù muốn đem công đức hồi hướng hết đi nữa, thì người được hồi hướng chỉ có thể nhận được 1/7 là cùng.
còn tất cả chính ta hưởng hết. Nếu người được giảng sanh cực lạc, họ đã thành Bồ Tát, thành thanh tịnh đại hải chúng rồi. Tình thật mà nói, các ngài đâu cần chút công đức của ta. Ta có cúng dỗ, tưởng niệm, cầu siêu, lập bàn thờ cho họ hay không, không phải là điều quan trọng đối với họ, mà chính là rất quan trọng đối với chúng ta. Chính chúng ta rất cần công đức của họ, muốn được quả báo như họ. Muốn được vậy thì ta phải có lòng chí thành cúng dường công đức lên cho họ. Tại sao vậy? Thành tức linh. Lòng chân thành của chúng ta sẽ cảm ứng được sự gia trì của các ngài. Ta không có lòng thành, các ngài gia trì không được. Đây là sự thật. Tất cả đều do chính tâm của chúng ta tạo nên. Tâm chúng ta có cảm thì các ngài có ứng. Tâm chúng ta không cảm thì các ngài không ứng được. Tâm Phật tịch tịnh, chỉ độ được người hữu duyên, không bao giờ phan duyên. Vì vậy, sự cảm ứng đạo giao phải do chính tâm của chúng ta khởi trước. Đây là ý nghĩa nhất thiết duy tâm tạo vậy. Chân thành cúng dường tức là cảm. Công đức cúng dường sẽ được hồi đáp lại cho chúng ta, tức là ứng. Ta cúng dường lên các ngài bằng công đức của một người phàm phu. Các ngài hồi đáp lại cho chúng ta bằng công đức của một vị Bồ Tát. Công đức của Bồ Tát sẽ lớn vô lượng vô biên. Nhờ sự hồi đáp này mà ta hưởng biết bao nhiêu phước lợi. Nhờ công đức này mà ta hóa giải được vô lượng tội chướng. Rõ ràng, vô tình chúng ta đang làm một cuộc trao đổi, một vốn tỷ lời. Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng. Trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm cúng dường lên các ngài một câu Phật hiệu, thì các ngài liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ách nặng đến 80 ức kiếp nghiệp tội sâu nặng. Tội giảm thì phước tăng. Nhờ phước này, chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà giảng sanh Tây Phương. Chứ tự hỏi thử, thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta, làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây? Lòng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đã lớn, cúng dường một vị A-la-hán, Bích Chi Phật, phước báu sẽ lớn hơn, hưởng cả trăm kiếp không hết. Cúng dường một vị Bồ-Tát, công đức sẽ vô lượng. Cúng dường một vị Phật thì công đức này trở thành vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta vì tham công đức của họ mà mình cúng dường, mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng. Nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhân ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt. Còn hàng ngày đều niệm Phật, tụng kinh, làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền tất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc,
A-di-đà-phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Niệm Phật nhiều, niệm Phật thật thành tâm. Mỗi câu niệm Phật thành tâm thì có 25 vị Bồ Tát gia trì. Có Bồ Tát gia trì thì còn ma nào dám chọc nữa mà sợ. Thiếu niềm tin vào Phật Pháp mới sợ ma, không hiểu Phật Pháp mới sợ ma, thường làm việc ma mới gặp ma, tâm ma mới gặp ma. Tục ngữ thế gian có câu: ma bắt coi mặt người ta, mặt ai mét mét thì ma bắt hoài. Vậy thì đừng sợ bậy bạ nữa nhé. Vì thật ra chính mình là một con ma rất lớn, lớn hơn những con ma khác mà không hay. Chính mình là ma mà lại sợ ma, vô tình cứ đi dọa ma người khác, thành ra con ma mình làm con ma người bất an. Rốt cuộc ai cũng phải sợ mình. Sợ mình thì lìa xa mình, vô hình trung, chính mình tách ly đại chúng, sống âm thầm neo đơn trong cảnh ma. Tâm sợ ma thì tâm luôn nghĩ đến ma, tâm luôn nghĩ tới ma thì ma cứ hiện mãi trong tâm, ma hiện mãi trong tâm thì tâm thấy ma hàng ngày. Tâm thấy ma hàng ngày tức là hàng ngày đang sống với cảnh ma. Sống với cảnh ma thì dễ thành ma. Thân là người mà tâm là ma thì làm sao có ngày giải thoát. Đây chính là tự mình trói buộc mình đó. Tự mình tạo tất cả cảnh giới xấu cho chính mình. Tâm chấp vào đâu sẽ đi về cảnh giới đó. Do đó, nếu cứ nghĩ về ma thì sau khi chết dễ đi về đường ma. Thế gian gọi là sống làm người, chết làm ma, thật oan uổng vô cùng. Tất cả đều tại chính ta muốn vậy. Làm ma khổ lắm, sướng ích gì đâu mà chạy theo con đường đó. Một người nào đó còn sợ ma thì mời đi hộ niệm làm chi? Chờ khi nào hiểu đạo rồi mới đi hộ niệm cũng chưa muộn vậy. Hiểu đạo là sao? Là người thành tâm niệm Phật, ngày ngày nghĩ Phật, giờ giờ tưởng Phật, quyết định tương lai sanh về nước Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói: ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tức định kiến Phật. Nghĩa là người luôn luôn nhớ đến Phật, luôn luôn niệm Phật. Được vậy, nếu không bây giờ thì cũng tương lai chắc chắn sẽ gặp Phật. Gặp Phật có nghĩa là thành Phật, chứ không phải là mong tâm cầu thấy này thấy nọ đâu nhé. Tại sao lại gặp ma? Vì không hiểu pháp Phật, vì không làm theo lời Phật dạy mà lại làm ngược lại kinh Phật. Phật dạy ức Phật niệm Phật thì gặp Phật, còn mình lại ức ma niệm ma thì tương lai nhất định gặp ma. Gặp Phật hay gặp ma đều do chính mình tưởng tới, nhớ tới, niệm tới. Tất cả đều do chính tâm mình tạo ra cả. Như vậy, gặp Phật hay gặp ma đều do chính mình muốn, chứ có ai tạo ra cảnh tượng này đâu. Gặp Phật chắc chắn phải hay hơn là gặp ma chứ. Hiểu được đạo lý này thì xin thành tâm khuyên người nào sợ ma đó, hãy mau mau từ bỏ ý niệm này. Bỏ đi là hết, tất cả đều được giải quyết. Nhìn xác người chết mình sợ ma vì mình đang nghĩ đến người đó có linh hồn, linh hồn không còn trong cái xác nữa thì thành ma. Xin hỏi, khi nhìn một cái xác chết của con heo, tại sao mình không sợ? Có lẽ mình cho rằng con heo không có linh hồn chăng? Quá sai lầm. Phật dạy tất cả mọi sanh vật đều có tánh linh. Tánh linh này là Phật, tánh linh bình đẳng với thánh không ngộ, với phàm không mê, với người không hơn, với vật không kém. Tánh linh vẫn là vậy, mê hay ngộ, hơn hay kém, đều do chính chúng sanh tạo lấy mà thôi. Người thế gian mê muội nên hạ cấp tánh linh này xuống thành linh hồn, vong hồn, du hồn hoặc thành ma. Khi mê, thấy chúng sanh giống như ma, sợ sệt. Ngộ rồi, thấy chúng sanh đều là Phật, cung kính. Rõ ràng, Phật hay ma đều do tự tâm, kính hay sợ cũng do chính tâm của mình tạo ra. Ví dụ cụ thể, một người không biết đường tu
ngu muội tham chấp vào gia tài, điền sản, quyến luyến nhà cửa. Khi chết, dễ dàng đầu thai thành loài bàn sanh như con heo trong chuồng. Thân là heo, mà linh hồn của con heo đó trước đây lại chính là người chủ trong gia đình đó. Khi còn là người thì được cung kính, nể gì. Khi làm heo rồi thì bị khinh bỉ, hất hủi. Người sợ ma không dám nhìn xác người, mà lại vui vẻ nhìn xác heo chết. Không ngờ xác heo và xác người tuy hai mà một. Người ngồi gần người chết thì sợ mùi tử khí, mà lại mạnh dạn banh xác con heo, lóc xương cắt mỡ, tìm miếng thịt nạc. Bên xác người chết thì được thành kính, tụng kinh, niệm Phật, thắp hương, đốt trầm, mà lại sợ. Trong khi mổ xẻ xác heo thì phần tiểu khai thối, máu thịt tanh hôi, mà nhiều người lại thấy thơm. Đâu là ma, đâu là Phật đây? Chúng ta đâu có biết rằng, trong lúc banh thay con heo ra tìm miếng thịt nạc, thì có một linh hồn đang nhìn mình chăm chăm, đang căm hờn tột độ, đang nguyền rủa thậm tệ, và chúng thề quyết sẽ trả mối thù sát mạng phân thay này. Cách biệt giữa ma và Phật chỉ có mê và ngộ. Người chưa muốn giảng sanh thành Phật thì chưa ngộ. Người cứ nghĩ tới ma vì đang mê. Mê làm ma, ngộ làm Phật. Ngộ ra đạo lý này thì thấy chính mình là một vị Phật. Một vị Phật thì an nhiên, thanh tịnh, sống thì niệm Phật. Khi xả bỏ báo thân thì về Tây Phương gặp Phật A-di-đà, thành Phật, tận hưởng an vui cực lạc, giải thoát, sống chết tự tại. Còn gì nữa mà lo? Không chịu ngộ ra đạo lý này thì mê muội cứ tiếp tục mê muội. Mê muội thì sống mà tâm thần bất tịnh, không an, sợ ma. Khi chết thì tâm hồn hoảng hốt, kinh hãi, không còn sáng suốt, mù mù, mịt mịt, bị ma dẫn theo cảnh ma, để thành ma, đời đời kiếp kiếp lang thang khổ cực, làm sao được vui đây? Hãy mau mau ngộ đi, sống thì niệm Phật hộ niệm cứu độ chúng sanh, chết thì liền báo thân đi, giảng sanh về tịnh độ một đời cực lạc, sung sướng thành tựu đạo quả, vui quá. A-di-đà Phật, Diệu Âm, ngày 14 tháng 6, năm 2009. Cúng dỗ người giảng sanh. Hỏi: A-di-đà Phật, Minh Châu gửi lời vấn an sức khỏe cư sĩ Diệu Âm. Minh Châu hơi thắc mắc là khi những người đã được giảng sanh thì mình chỉ cần tưởng nhớ tới người thân mình, nên mình cầu siêu và phóng sanh cho thân nhân trong vòng 49 hoặc 100 ngày. Rồi sau đó mình có cần thiết phải cầu siêu cho họ nữa không? Và có cần lập bàn thờ để làm dỗ cho thân nhân mỗi năm không? Vì người được giảng sanh đã theo từ phụ A-di-đà rồi. Xin cư sĩ giải thích cho Minh Châu được hiểu thêm. Cảm ơn cư sĩ nhiều. Triệu Kim Ngọc, Minh Châu. Trả lời: chúng ta, người Phật tử thường tới chùa dâng hương, hoa quả cúng Phật. Phật đâu dùng những thứ đó, vậy mà mình vẫn cúng. Mình thành tâm lễ Phật, lạy Phật, niệm Phật. Phật đâu cần những chuyện này, nhưng ta vẫn làm. Cầu siêu 49 ngày, 100 ngày, phóng sanh, làm các việc lành hồi hướng cho người xa đi. Đây là sự tự nguyện của người còn sống. Việc làm này thể hiện lòng hiếu nghĩa của con cháu đối với ông bà cha mẹ đã ra đi, thể hiện tâm thương kính trước sau như một. Con cháu có nghĩa, có hiếu thì nên thành tâm làm. Nếu quên tình quên nghĩa thì có luật lệ nào phạt tội mình? Tất cả đều do tâm của con cháu có thành kính hay không. Nếu người thân bị chết, nghĩa là không được giảng sanh cực lạc, chắc chắn họ bị kẹt trong sáu nẻo luân hồi. Tệ hơn nữa, hầu hết bị lạc trong ba đường đọa lạc. Con cháu hãy thường tưởng người thân mà thành tâm cầu siêu cho họ. Đây là điều phải làm, rất cần. Hãy chí thành chí kính mà làm,
đừng nên hỏi đi hỏi lại rằng có linh không, có thiên không, có ích gì không. Dù kết quả có được viên mãn hay không, thì chúng ta cũng không nên bỏ qua, vì đây là tâm hiếu kính. Nếu người thân được giảng sanh, thì ta cũng vì tâm hiếu kính mà làm cho trọn phận làm con cháu, đừng nên ngại ngùng. Tất cả những nghi tiết về tụng kinh niệm Phật để cầu siêu, các việc thiện, phóng sanh, chúng ta cũng nên làm và cố gắng làm với lòng chí thành chí kính để hồi hướng công đức cho họ. Sau đó, nhân ngày giỗ kỵ, ta vẫn nên tổ chức niệm Phật, tụng kinh, trai chay thanh tịnh để hồi hướng công đức và tưởng niệm người đã giảng sanh. Việc làm này rất tốt, rất có lợi. Tại sao vậy? Một là vì lòng kính thương hiếu nghĩa, hiếu dưỡng phụ mẫu là điều đầu tiên Phật dạy. Hiếu thuộc về xuất thế gian, dưỡng thuộc về thế gian pháp, phải chu tất khi người còn sống, cũng như lúc khuất bóng. Hai là nhờ vậy mà họ được dự phần cao phẩm hơn. Ba là hồi hướng cho một vị ở cõi cực lạc công đức sẽ lớn vô cùng. Nhờ công đức này mà sau này duyên phận giữa ta với họ càng sâu càng nặng, họ không thể không cứu ta. Bốn là nói giảng sanh là xét về sự tướng mà nói, chứ chính chúng ta chưa chứng đắc, chưa có đủ đạo nhãn, thì làm sao dám bảo đảm 100%. Vậy thì phận làm con cháu phải cẩn thận tối đa, phải thận trọng hành theo đúng lễ mới an tâm, mới tránh được những sơ suất, khỏi bị ân hận về sau. Thực tế, những việc làm này cho người quá cố thì ít, mà cho chính ta thì nhiều. Chính ta đều hưởng hầu hết công đức, còn người đã ra đi thì chỉ hưởng một phần mà thôi. Nếu tâm có thành cho mấy đi nữa, dù muốn đem công đức hồi hướng hết đi nữa, thì người được hồi hướng chỉ có thể nhận được 1/7 là cùng, còn tất cả chính ta hưởng hết. Nếu người được giảng sanh cực lạc, họ đã thành Bồ Tát, thành thanh tịnh đại hải chúng rồi. Tình thật mà nói, các ngài đâu cần chút công đức của ta. Ta có cúng dỗ, tưởng niệm, cầu siêu, lập bàn thờ cho họ hay không, không phải là điều quan trọng đối với họ, mà chính là rất quan trọng đối với chúng ta. Chính chúng ta rất cần công đức của họ, muốn được quả báo như họ. Muốn được vậy thì ta phải có lòng chí thành cúng dường công đức lên cho họ. Tại sao vậy? Thành tức linh. Lòng chân thành của chúng ta sẽ cảm ứng được sự gia trì của các ngài. Ta không có lòng thành, các ngài gia trì không được. Đây là sự thật. Tất cả đều do chính tâm của chúng ta tạo nên. Tâm chúng ta có cảm thì các ngài có ứng. Tâm chúng ta không cảm thì các ngài không ứng được. Tâm Phật tịch tịnh, chỉ độ được người hữu duyên, không bao giờ phan duyên. Vì vậy, sự cảm ứng đạo giao phải do chính tâm của chúng ta khởi trước. Đây là ý nghĩa nhất thiết duy tâm tạo vậy. Chân thành cúng dường tức là cảm. Công đức cúng dường sẽ được hồi đáp lại cho chúng ta, tức là ứng. Ta cúng dường lên các ngài bằng công đức của một người phàm phu. Các ngài hồi đáp lại cho chúng ta bằng công đức của một vị Bồ Tát. Công đức của Bồ Tát sẽ lớn vô lượng vô biên. Nhờ sự hồi đáp này mà ta hưởng biết bao nhiêu phước lợi. Nhờ công đức này mà ta hóa giải được vô lượng tội chướng. Rõ ràng, vô tình chúng ta đang làm một cuộc trao đổi, một vốn tỷ lời. Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng. Trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm cúng dường lên các ngài một câu Phật hiệu, thì các ngài
liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ách nặng đến 80 ức kiếp nghiệp tội sâu nặng. Tội giảm thì phước tăng. Nhờ phước này, chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà giảng sanh Tây Phương. Chứ tự hỏi thử, thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta, làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây? Lòng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đã lớn, cúng dường một vị A-La-Hán, Bích Chi Phật, phước báu sẽ lớn hơn, hưởng cả trăm kiếp không hết. Cúng dường một vị Bồ Tát, công đức sẽ vô lượng. Cúng dường một vị Phật thì công đức này trở thành vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta vì tham công đức của họ mà mình cúng dường, mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng, nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhân ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt, còn hàng ngày đều niệm Phật, tụng kinh, làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền tất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. A-di-đà Phật. Minh Châu gửi lời vấn an sức khỏe cư sĩ Diệu Âm. Minh Châu hơi thắc mắc là khi những người đã được giảng sanh thì mình chỉ cần tưởng nhớ tới người thân mình, nên mình cầu siêu và phóng sanh cho thân nhân trong vòng 49 hoặc 100 ngày. Rồi sau đó mình có cần thiết phải cầu siêu cho họ nữa không? Và có cần lập bàn thờ để làm dỗ cho thân nhân mỗi năm không? Vì người được giảng sanh đã theo từ phụ A-di-đà rồi. Xin cư sĩ giải thích cho Minh Châu được hiểu thêm. Cảm ơn cư sĩ nhiều. Triệu Kim Ngọc, Minh Châu. Trả lời: chúng ta, người Phật tử thường tới chùa dâng hương, hoa quả cúng Phật. Phật đâu dùng những thứ đó, vậy mà mình vẫn cúng. Mình thành tâm lễ Phật, lạy Phật, niệm Phật. Phật đâu cần những chuyện này, nhưng ta vẫn làm. Cầu siêu 49 ngày, 100 ngày, phóng sanh, làm các việc lành hồi hướng cho người xa đi. Đây là sự tự nguyện của người còn sống. Việc làm này thể hiện lòng hiếu nghĩa của con cháu đối với ông bà cha mẹ đã xa đi, thể hiện tâm thương kính trước sau như một. Con cháu có nghĩa, có hiếu thì nên thành tâm làm. Nếu quên tình quên nghĩa thì có luật lệ nào phạt tội mình? Tất cả đều do tâm của con cháu có thành kính hay không. Nếu người thân bị chết, nghĩa là không được giảng sanh cực lạc, chắc chắn họ bị kẹt trong sáu nẻo luân hồi. Tệ hơn nữa, hầu hết bị lạc trong ba đường đọa lạc. Con cháu hãy thường tưởng người thân mà thành tâm cầu siêu cho họ. Đây là điều phải làm, rất cần. Hãy chí thành chí kính mà làm. Đừng nên hỏi đi hỏi lại rằng có linh không, có thiên không, có ích gì không.
dù kết quả có được viên mãn hay không, thì chúng ta cũng không nên bỏ qua, vì đây là tâm hiếu kính. Nếu người thân được giảng sanh, thì ta cũng vì tâm hiếu kính mà làm cho trọn phận làm con cháu, đừng nên ngại ngùng. Tất cả những nghi tiết về tụng kinh niệm Phật để cầu siêu, các việc thiện, phóng sanh, chúng ta cũng nên làm và cố gắng làm với lòng chí thành chí kính để hồi hướng công đức cho họ. Sau đó, nhân ngày dỗ kỵ, ta vẫn nên tổ chức niệm Phật, tụng kinh, trai chay thanh tịnh để hồi hướng công đức và tưởng niệm người đã giảng sanh. Việc làm này rất tốt, rất có lợi. Tại sao vậy? Một là vì lòng kính thương hiếu nghĩa, hiếu dưỡng phụ mẫu là điều đầu tiên Phật dạy. Hiếu thuộc về xuất thế gian, dưỡng thuộc về thế gian pháp, phải chu tất khi người còn sống, cũng như lúc khuất bóng. Hai là nhờ vậy mà họ được dự phần cao phẩm hơn. Ba là hồi hướng cho một vị ở cõi cực lạc công đức sẽ lớn vô cùng. Nhờ công đức này mà sau này duyên phận giữa ta với họ càng sâu càng nặng, họ không thể không cứu ta. Bốn là nói giảng sanh là xét về sự tướng mà nói, chứ chính chúng ta chưa chứng đắc, chưa có đủ đạo nhãn, thì làm sao dám bảo đảm 100%. Vậy thì phận làm con cháu phải cẩn thận tối đa, phải thận trọng hành theo đúng lễ mới an tâm, mới tránh được những sơ suất, khỏi bị ân hận về sau. Thực tế, những việc làm này cho người quá cố thì ít, mà cho chính ta thì nhiều. Chính ta đều hưởng hầu hết công đức, còn người đã ra đi thì chỉ hưởng một phần mà thôi. Nếu tâm có thành cho mấy đi nữa, dù muốn đem công đức hồi hướng hết đi nữa, thì người được hồi hướng chỉ có thể nhận được 1/7 là cùng, còn tất cả chính ta hưởng hết. Nếu người được giảng sanh cực lạc, họ đã thành Bồ Tát, thành thanh tịnh đại hải chúng rồi. Tình thật mà nói, các ngài đâu cần chút công đức của ta. Ta có cúng dỗ, tưởng niệm, cầu siêu, lập bàn thờ cho họ hay không, không phải là điều quan trọng đối với họ, mà chính là rất quan trọng đối với chúng ta. Chính chúng ta rất cần công đức của họ, muốn được quả báo như họ. Muốn được vậy thì ta phải có lòng chí thành cúng dường công đức lên cho họ. Tại sao vậy? Thành tức linh. Lòng chân thành của chúng ta sẽ cảm ứng được sự gia trì của các ngài. Ta không có lòng thành, các ngài gia trì không được. Đây là sự thật. Tất cả đều do chính tâm của chúng ta tạo nên. Tâm chúng ta có cảm thì các ngài có ứng. Tâm chúng ta không cảm thì các ngài không ứng được. Tâm Phật tịch tịnh, chỉ độ được người hữu duyên, không bao giờ phan duyên. Vì vậy, sự cảm ứng đạo giao phải do chính tâm của chúng ta khởi trước. Đây là ý nghĩa nhất thiết duy tâm tạo vậy. Chân thành cúng dường tức là cảm. Công đức cúng dường sẽ được hồi đáp lại cho chúng ta, tức là ứng. Ta cúng dường lên các ngài bằng công đức của một người phàm phu. Các ngài hồi đáp lại cho chúng ta bằng công đức của một vị Bồ Tát. Công đức của Bồ Tát sẽ lớn vô lượng vô biên. Nhờ sự hồi đáp này mà ta hưởng biết bao nhiêu phước lợi. Nhờ công đức này mà ta hóa giải được vô lượng tội chướng. Rõ ràng, vô tình chúng ta đang làm một cuộc trao đổi, một vốn tỷ lời. Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng. Trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm cúng dường lên các ngài một câu Phật hiệu, thì các ngài liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ách nặng đến 80 ức kiếp nghiệp tội sâu nặng.
tội giảm thì phước tăng. Nhờ phước này, chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà vãng sanh Tây Phương. Chứ tự hỏi thử, thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta, làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây? Lòng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đã lớn, cúng dường một vị A-la-hán, bích chi Phật, phước báu sẽ lớn hơn, hưởng cả trăm kiếp không hết. Cúng dường một vị Bồ-Tát, công đức sẽ vô lượng. Cúng dường một vị Phật, thì công đức này trở thành vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nói như vậy, không có nghĩa chúng ta vì tham công đức của họ mà mình cúng dường, mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng. Nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhưng ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt, còn hàng ngày đều niệm Phật, tụng kinh, làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền tất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì, liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được vãng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Cố thì ít, mà cho chính ta thì nhiều. Chính ta đều hưởng hầu hết công đức, còn người đã ra đi thì chỉ hưởng một phần mà thôi. Nếu tâm có thành cho mấy đi nữa, dù muốn đem công đức hồi hướng hết đi nữa, thì người được hồi hướng chỉ có thể nhận được một phần bảy là cùng, còn tất cả chính ta hưởng hết. Nếu người được giảng sanh cực lạc, họ đã thành Bồ Tát, thành thanh tịnh đại hải chúng rồi. Tình thật mà nói, các ngài đâu cần chút công đức của ta. Ta có cúng dỗ, tưởng niệm, cầu siêu, lập bàn thờ cho họ hay không, không phải là điều quan trọng đối với họ, mà chính là rất quan trọng đối với chúng ta. Chính chúng ta rất cần công đức của họ, muốn được quả báo như họ. Muốn được vậy thì ta phải có lòng chí thành cúng dường công đức lên cho họ. Tại sao vậy? Thành tức linh. Lòng chân thành của chúng ta sẽ cảm ứng được sự gia trì của các ngài. Ta không có lòng thành, các ngài gia trì không được. Đây là sự thật. Tất cả đều do chính tâm của chúng ta tạo nên. Tâm chúng ta có cảm thì các ngài có ứng. Tâm chúng ta không cảm thì các ngài không ứng được. Tâm Phật tịch tịnh, chỉ độ được người hữu duyên, không bao giờ phan duyên. Vì vậy, sự cảm ứng đạo giao phải do chính tâm của chúng ta khởi trước. Đây là ý nghĩa nhất thiết duy tâm tạo vậy. Chân thành cúng dường tức là cảm. Công đức cúng dường sẽ được hồi đáp lại cho chúng ta, tức là ứng. Ta cúng dường lên các ngài bằng công đức của một người phàm phu. Các ngài hồi đáp lại cho chúng ta bằng công đức của một vị Bồ Tát. Công đức của Bồ Tát sẽ lớn vô lượng vô biên. Nhờ sự hồi đáp này mà ta hưởng biết bao nhiêu phước lợi. Nhờ công đức này mà ta hóa giải được vô lượng tội chướng. Rõ ràng, vô tình chúng ta đang làm một cuộc trao đổi
một vốn tỷ lời. Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng. Trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọn tội. Chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm cúng dường lên các ngài một câu Phật hiệu, thì các ngài liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ách nặng đến 80 ức kiếp nghiệp tội sâu nặng. Tội giảm thì phước tăng. Nhờ phước này, chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà vãng sanh Tây Phương. Chứ tự hỏi thử, thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta, làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây? Lòng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đã lớn, cúng dường một vị A-la-hán, Bích Chi Phật, phước báu sẽ lớn hơn, hưởng cả trăm kiếp không hết. Cúng dường một vị Bồ Tát, công đức sẽ vô lượng. Cúng dường một vị Phật thì công đức này trở thành vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta vì tham công đức của họ mà mình cúng dường, mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng. Nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhân ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt. Còn hàng ngày đều niệm Phật, tụng kinh, làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền tất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được vãng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Là một cuộc trao đổi, một vốn tỷ lời. Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng. Trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọn tội. Chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm cúng dường lên các ngài một câu Phật hiệu, thì các ngài liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ách nặng đến 80 ức kiếp nghiệp tội sâu nặng. Tội giảm thì phước tăng. Nhờ phước này chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà vãng sanh Tây Phương. Chứ tự hỏi thử, thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta, làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây? Lòng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đã lớn, cúng dường một vị A-la-hán, Bích Chi Phật, phước báu sẽ lớn hơn, hưởng cả trăm kiếp không hết. Cúng dường một vị Bồ-Tát, công đức sẽ vô lượng. Cúng dường một vị Phật thì công đức này trở thành vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta vì tham công đức của họ mà mình cúng dường, mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh
thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh, thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng. Nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhân ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt, còn hàng ngày đều niệm Phật tụng kinh làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền tất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Mình cúng dường mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh, thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh, thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng. Nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhân ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt, còn hàng ngày đều niệm Phật tụng kinh làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền tất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhân ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt, còn hàng ngày đều niệm Phật tụng kinh làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền tất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009.
ngày 19 tháng 6 năm 2009. 2009. Chuyện các khoa học gia. Tác giả viết này là cư sĩ Từ Quang, cả nhà ông đều là những nhà khoa học lỗi lạc. Song thân ông là hai khoa học gia đồng cộng tác tại Viện Khoa học Trung Quốc. Sau khi tác giả nghiên cứu Phật giáo, xin cảm phục và phát tâm quy y Tam Bảo. Chính lòng hiếu thảo và tâm tánh ứng dụng Phật Pháp của ông đã cứu được mẹ ngay lúc một chân bà đã bước vào quỷ môn quan. Nhờ vậy mà cha mẹ ông hồi tâm đồng bước vào con đường tu học theo Phật. Câu chuyện này hoàn toàn có thật và rất đáng tin. Mời quý vị xem bài văn tự thuật của ông. Tháng 2 năm 1989, tôi quy y Phật tại chùa Ngọa Long ở Tây An với Đại sư Trí Chân. Năm 1991, tôi đến nhậm chức và giảng dạy tại một cao học nọ ở Bắc Kinh. Hơn 20 năm nay, tôi chuyên giảng dạy đào tạo người, vừa nghiên cứu khoa học, vừa tu hành. Tuy chưa đủ tinh tấn, nhưng trong sinh hoạt lẫn công tác đã hưởng được nhiều lợi ích thâm sâu. Trước đây, những chuyện học Phật chiêu cảm ứng vô biên toàn là tôi được nghe các pháp lữ kể. Nhưng sau này thì chính tôi đích thân trải qua, chuyện có thật này phát sinh ngay tại nhà tôi, kỳ lạ và huyền diệu không lường. Vì muốn báo ơn chư Phật, Bồ Tát, tôi xin đem việc này thuật lại, mong chư vị Phật tử tăng trưởng thêm lòng tin chân chánh kiên định. Đầu năm 2008, mẹ tôi bệnh tim và cao huyết áp nghiêm trọng. Chưa đầy nửa năm, đã 4 lần do tim đập mạnh, ngừng đột ngột mà bị hôn mê ngất xỉu. Có lần ba tôi ra chợ mua đồ, mới rời mẹ tôi ra đường, chừng khoảng nửa tiếng, thì khi về đã thấy bà té nằm trên đất, dập đầu chảy máu. Rồi sau đó, dù bà có tỉnh, nhưng không đủ sức bò dậy. Lúc tôi đưa mẹ đến các bệnh viện lớn điều trị, mẹ tôi không còn sức để đi. Bác sĩ khám thấy tim mẹ tôi đập nhanh hay bị hồi hộp, hoảng loạn, mạch bị bể và nhảy bất thường. Bác sĩ bảo người già 85 tuổi mà mổ sẽ nguy hiểm rất lớn, nếu không suy kiệt đến cùng thì cố gắng không phẫu thuật, vì vậy chỉ có thể dùng thuốc để xoa dịu bệnh tình thôi. Đến năm 2009, mẹ tôi cứ cách 1-2 ngày là phát bệnh, cơ hồ suốt đêm không ngủ được. Bác sĩ cho thuốc trị tim và cao huyết áp, nhưng thấy điều vô hiệu. Thế nên tôi thật buồn khi nhìn cảnh mẹ tôi trị bệnh không hiệu quả. Những khi tiết trời thay đổi, bệnh bà càng trở nặng. Thậm chí, đài khí tượng mới dự báo khí lạnh vừa đến Tân Cương, thì mẹ tôi đã cảm thấy khó chịu rồi. Thân thể bà suy cực điểm, ban đêm tim thường ngừng đập và nhảy loạn xạ, gây cho bà cảm giác hồi hộp khủng hoảng. Thứ bảy cuối tháng 5, 2009, tôi đến thôn Trung Quang thăm song thân. Cha tôi bảo, khi trời mùa hạ oi bức, nung nấu như thế này, e rằng mẹ con không qua khỏi. Không thể ngồi đó nhìn mẹ chờ chết. Trong giây phút nguy cấp, tôi nghĩ đến Phật Pháp và muốn ngầm tạo công đức cho mẫu thân. Lúc đó tôi mới thuộc Kinh Kim Cang. Tôi biết Kinh Kim Cang vi diệu không thể nghĩ lường, nên quyết định tụng Kinh Kim Cang hồi hướng công đức cho bà, cầu chư Phật Bồ Tát gia hộ bệnh mẹ tôi chuyển tốt. Thế là chủ nhật tôi bắt đầu tụng. Hàng ngày cứ 5 giờ sáng tôi thức dậy tụng một bộ Kinh Kim Cang. Tụng rồi thì hồi hướng hai nguyện. Một, trước tiên là cầu cho quan gia trái chủ của mẫu thân. Học Phật hơn 20 năm, tôi biết những bệnh chữa trị vô hiệu đều thuộc về nghiệp chướng, nhất định là do quan gia trái chủ tìm đến đòi nợ, quấy nhiễu. Vì vậy, rất cần hồi hướng cho những quan gia trái chủ mà mắt phàm không nhìn thấy này. Nội dung hồi hướng đại khái như sau: tôi xin hồi hướng công đức tụng Kinh Kim Cang này cho tất cả quan gia trái chủ của mẫu thân. Xin chư vị quan gia đừng hành hạ dày vò mẹ tôi nữa. Tôi biết các vị rất khổ, mẹ tôi cũng khổ, nhưng cứ quấy nhiễu như thế này sẽ khiến đôi bên lưỡng bại câu thương đều bị thiệt hại. Giờ đây tôi tụng Kinh Kim Cang, xin hồi hướng công đức cho chư vị, cầu chư vị tiêu nghiệp chướng, có thể ly khổ đắc lạc, thoát
phát sinh vào cõi lành, mong chư vị phát tâm quy y Tam Bảo, tin và nguyện niệm Phật, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. 2. Sau đó tôi hồi hướng cho mẫu thân như sau: nguyện mẹ con nghiệp chướng tiêu trừ, phúc huệ tăng trưởng, khang kiện trường thọ, phát tâm tin và nguyện niệm Phật, sau khi mãn báo thân này, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tôi tụng một tuần, xong 7 bộ kinh Kim Cang. Bởi lúc tụng vào khoảng 5 giờ sáng, sợ làm ảnh hưởng giấc ngủ người thân, nên tôi chỉ tụng thầm. Lúc tụng văn hồi hướng cũng niệm thầm. Trong tâm, tưởng rõ ràng từng biến, chỉ là không đọc ra tiếng. Nhưng mà, chuyện tụng kinh Kim Cang hồi hướng cho mẹ này, tôi tuyệt chẳng hé răng nói với mẹ hay bất kỳ ai biết. Sau một tuần, tôi đi Trung Quan thăm song thân. Khi tôi hỏi thăm bệnh tình của mẹ, phụ thân tôi tỏ vẻ hưng phấn nói: thật may mắn rằng cả tuần nay tim và huyết áp của mẹ tôi đều ổn, cho nên hàng ngày bà ngủ rất ngon, liên tục 7 ngày mà không phát bệnh. Đây là việc chưa từng có gần một năm nay. Nghe vậy, tôi khắp khởi mừng, thầm đoán rằng chuyện mình tụng kinh cho mẹ đã có tác dụng. Thế là tôi kể cho mọi người nghe sự tình, ai nghe xong cũng ngạc nhiên, đồng cho là vi diệu. Sau đó, mẹ tôi khai ra chuyện bà giấu giếm bấy lâu. Tôi nghe càng chấn động chữ. Mẹ tôi thố lộ rằng, trước đây bà sợ nói ra, cả nhà không ai thèm tin, nên đành im lặng. Số là gần một năm nay, tối nào bà cũng bị huyết áp tăng cao, tim mệt cực kỳ, ngủ không được. Hơn nữa, còn luôn nhìn thấy có người đi qua lại trong nhà. Mẹ tôi nhấn mạnh là bà không hề nằm bơ, vẫn hoàn toàn tỉnh táo, vậy mà luôn nhìn thấy đám người đó. Tôi hơi hoảng, hỏi liền: họ ra sao? Họ có đủ nam đủ nữ, tuổi tương đối lớn. Vậy hình dáng như thế nào? Đa số mẹ không nhìn rõ mặt. Không chỉ có vậy, vào nửa khuya mẹ còn nghe thấy tiếng phụ nữ khóc lóc. Có lần còn bị một ông to lớn cường tráng, tướng mạo hung dữ, nhào đến chụp cánh tay mẹ. Mẹ dằn lại thoát ra. Mẹ giải thích: bởi vì sợ thấy đám người này, nên mỗi tối ngủ mẹ đều không dám quay mặt ra ngoài. Nhưng dù có nằm quay vô vách, thì một lần nọ, trước mặt mẹ chưa đầy 30 cm, bỗng xuất hiện một kẻ vừa già vừa xấu, cực kỳ dơ bẩn hôi tanh, đến nỗi mẹ phải nôn thốc nôn tháo, ói mửa liên hồi, rồi kẻ quái dị đó mới biến mất. Trước năm 1949, mẹ tôi tốt nghiệp đại học. Hồi chưa nghỉ hưu, từng là nhân viên Viện Nghiên cứu Khoa học Cao cấp Trung Quốc. Bà làm việc tại thôn Trung Quan. Do bản thân là dân trí thức cấp cao, lại có bề dày công tác mấy mươi năm tại Viện Khoa học, bà đâu có bao giờ tiếp xúc với những gì được xếp loại là mê tín. Tất nhiên, chẳng thể nào chấp nhận được các hiện tượng bao gồm người và vật thuộc lĩnh vực này. Bà không bao giờ tin là có quỷ thần. Nhưng lần này, oái âm thay, chính bà là đích thân diện kiến quỷ khi còn đang sống, lại không phải do ảo giác mà thấy. Điều này khiến mẹ tôi dù không muốn cũng phải tin. Tôi hỏi: sao mẹ không nói sớm cho con biết? Mẹ không hiểu chuyện này rất nguy và đáng sợ hay sao? Điểm đáng sợ chính là khi đó một chân mẹ đã bước vào quỷ môn quan rồi. Tôi giải thích cho mẹ rõ: trong lục đạo thì nhân đạo, súc đạo và quỷ đạo, cả ba cõi này đồng sống trong một không gian. Cõi súc sinh chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng cõi quỷ thuộc âm tính. Vì vậy mà con người bình thường nhờ dương khí thịnh hơn, nên những chúng sinh cõi quỷ không cách chi tiếp cận được, bởi vậy mà ta không thấy họ. Thế nhưng các quan gia trái chủ đã qua đời, hiện đọa trong quỷ đạo luôn chật sẵn, đợi lúc con người bệnh nặng hoặc sắp chết, khí âm thịnh và dương suy thì chúng lập tức đến tiếp cận để đòi nợ, hành hạ, báo thù. Vì vậy, ngay giây phút mẹ nhìn thấy chúng sinh cõi quỷ, tức là một chân đã bước vào quỷ môn quan rồi. Nếu mẹ chịu báo sớm cho con hay mọi điều, thì con có thể làm Phật sự để giải cứu cho mẹ sớm hơn. Mẹ nói: nhưng khoảng một tuần nay, mẹ không còn thấy quỷ nữa. Chính là bắt đầu từ hôm tôi tụng kinh hồi hướng công đức cho mẹ và quan gia trái chủ của bà, thì ngay tối đó chúng quỷ đã biến mất hết.
suốt cả tuần không đến quấy rầy nữa. Tròn cả nửa năm sau, tôi một bề tụng kinh Kim Cang hồi hướng cho song thân, tụng khoảng 100 bộ. Kể từ Chủ nhật mùa hạ năm 2009 trở về sau, bệnh tim và chứng cao huyết áp của mẹ tôi đã chuyển tốt. Mỗi ngày uống thuốc một lần, lượng thuốc cũng giảm đi phân nửa, ít hơn bình thường. Song thân tôi thuộc giới trí thức, họ tốt nghiệp đại học trước năm 1949, cùng là nhà khoa học ưu tú, công tác tại viện khoa học cao cấp, nên thuyết phục họ tin Phật rất khó. Tôi học Phật đã hơn 20 năm, một bề tuyên dương Phật Pháp cho song thân hiểu, nhưng gia phụ một mực bán tính bán nghi, còn mẹ tôi thì dứt khoát không tin. Nhưng kể từ lúc tôi tụng kinh Kim Cang cầu cho mẹ, chưa được cảm ứng vi diệu, chính việc này đã khiến cho hai nhà khoa học gia cứng cỏi của tôi chấn động và cảm kích. Lần này thì hai vị hoàn toàn tâm phục khẩu phục, bắt đầu tin Phật giáo và phát tâm niệm Phật, cầu sinh Tây Phương. Mẹ tôi năm nay 88 tuổi, hàng ngày, mỗi sáng tối, bà đều bỏ ra một tiếng đi tản bộ, vừa đi vừa niệm Phật, tinh thần và sức khỏe sung mãn. So với nửa năm trước, giống như là hai người khác nhau vậy. Gia phụ cũng 88 tuổi, hàng ngày, ông kinh hành niệm Phật hơn 2 tiếng. Tôi còn mua máy niệm Phật cho mở ở nhà suốt 24 giờ, hỗ trợ song thân, nhiếp tâm mạnh thêm. Chuyện cảm ứng của tôi, nếu nhận xét theo khoa học, vẫn hội đủ điều kiện để chứng minh. Rõ ràng là, suốt tuần lễ, tôi tụng kinh Kim Cang cầu cho mẹ, tôi không hề thổ lộ điều này cho song thân hoặc bất kỳ ai biết. Và ngay trong thời gian tụng kinh, tôi cũng hoàn toàn không hay biết gì về chuyện bí ẩn của mẹ. Vì vậy, khi mọi sự được hóa giải êm đẹp, chẳng thể kết luận bằng tất cả do tôi tự khỉ ám thị hoặc ảo giác tạo thành. Do vậy mà tôi hoàn toàn xác tín công đức kinh Kim Cang quả thực màu nhiệm không thể nghĩ lường. Lá thư độc giả. Kính sư cô, con xin báo một tin vui để sư cô mừng cho con, và cũng để sư cô phấn khởi khi biết công lao dịch thuật của sư cô đã giúp cho đời và giúp cho người vô cùng trọng đại. Chắc sư cô còn nhớ, hơn 2 năm trước, mắt trái của con đỏ và chảy nước mắt, nóng rát vô cùng. Bác sĩ nhãn khoa ở Mỹ đã tận lực chữa cho con mà không khỏi, còn 20% là mù hẳn. Sau khi đọc về thanh xà bạch xà trong câu chuyện Nước tràn Kim Sơn Tự, nơi sách Báo ứng hiện đời tập 3 của sư cô dịch, thì một niềm hy vọng lé lên. Thế là con trì kinh Địa Tạng và lại sám hối Lương Hoàng Xám khoảng 10 bộ, thì bệnh mắt bớt dần, rồi sau đó khỏi hẳn. Tới giờ tính ra đã gần 3 tháng rồi. Con báo tin chậm là do phải chờ xem mình đã thật lành hẳn hay không. Đến giờ thì chắc chắn bệnh đã lành hoàn toàn rồi. Hiện tại thì con thấy đường rất rõ, dù lái xe ban đêm. Bác sĩ chữa mắt cho con cũng là một Phật tử thuần thành. Sau khi nghe con tâm sự, cô ta ôm chầm lấy con mừng rỡ, cả thầy thuốc và bệnh nhân đều rơi nước mắt. Một lần nữa, con xin tạ trọng ơn sư cô và kính chúc sư cô sức khỏe. NT, 25 tháng 10 năm 2014. Lời người dịch. Trên đây là lá thư của một nữ độc giả ở Mỹ, từng dạy cho các sinh viên Mỹ, nay đã về hưu. Tôi xin mạn phép đăng lên để độc giả có bằng chứng xác thực và tăng thêm niềm tin. Xin lỗi nữ độc giả này vì đã không hỏi ý cô mà đã tự tiện tải đăng. Vì lợi ích bao người, mong cô tha thứ cho. Dịch giả, ngày 25 tháng 12 năm 2014. Bắt người thân chịu thêm nghiệp. Hỏi: người Việt Nam của ta có phong tục là khi đến ngày chết của thân quyến và tổ tiên thì làm giỗ để tưởng niệm, nhưng họ lại tổ chức ăn uống nhậu nhẹt, có khi lại sát sanh nữa, cúng toàn đồ mặn cho người đã chết. Lúc người chết còn xin tiền thích ăn gì là họ lại làm những món đó để cúng. Theo chú thì họ làm như vậy có ích lợi gì chăng? Người đã chết có hưởng được không?
có phải vô tình đã gây thêm tội nghiệp cho người đã chết, mà có khi người chết đã đi đầu thai trong lục đạo rồi, mà cúng dỗ có còn liên quan gì đến họ nữa không chú? Vì họ đã đi đầu thai rồi mà. Cúng cho bà nội cháu thì cúng đồ chay, còn làm đồ mặn cho con cháu ăn, và có mời vài người lại nhậu nữa. Theo chú thì sao? Ba mẹ cháu làm như vậy có đúng không? Có ảnh hưởng gì đến vong linh bà nội cháu không? Theo chú, ngày giỗ nên làm gì để vừa có lợi ích cho người chết và người đang sống? Trả lời: thế gian thì việc này là chuyện thường, nhưng người hiểu Phật Pháp thì nên cẩn thận, làm đúng theo Pháp mới tốt. Trong khuyên người niệm Phật tập 1, có bàn về vấn đề cúng dỗ, xin xem qua để biết thêm. Việc cúng dỗ có ảnh hưởng khá lớn đến vong linh người chết. Nếu lợi dụng ngày dỗ kỵ của người quá cố mà làm tiệc linh đình, giết hại sanh vật để thết đãi, sẽ tạo thêm tội cho vong linh. Trong tội sát sanh, Kinh Phật có nói: tự mình giết vì mình mà con vật bị chết, thấy người ta giết mà mình vui mừng, đều có liên quan đến tội này. Vì thế, chọn những ngày dỗ kỵ mà sát sanh hại vật thì vong linh ấy cũng liên can chịu tội. Nếu người chết còn bị kẹt vào chỗ nào đó chưa được đầu thai, thì mỗi lần con cháu giết hại sanh vật để cúng tế thì họ lại bị thêm tội. Vì nghiệp mà họ đang chịu trả báo nay bị con cháu gửi thêm nghiệp nữa, nghiệp sau chồng nghiệp trước, biết chừng nào trả cho xong, thật tội nghiệp cho họ. Người chết lúc sanh tiền thích sát sanh hại vật để ăn, đây là vì tham ăn mà tạo nghiệp ác. Chính vì tội sát sanh hại vật mà họ đang chịu nạn. Khi bị nạn rồi, họ đã biết nguyên nhân tại sao, họ rất ân hận. Nhưng đã quá muộn màng, họ đang rất tha thiết và âm thầm cầu xin con cháu thương họ mà tìm phương giải nạn cho họ. Nếu con cháu biết được đạo lý này thì nên làm lành. Những ngày cúng dỗ đều tổ chức niệm Phật tụng kinh, phóng sanh lợi vật để hồi hướng công đức. Ơn nghĩa này đối với họ lớn lao và quý hóa biết chừng nào. Nếu họ đã đầu thai rồi mà con cháu vẫn cứ giết hại chúng sanh để hồi hướng cho họ, thì họ vẫn bị ảnh hưởng chứ làm sao tránh khỏi. Ví dụ như một người chết đầu thai làm chó chẳng hạn, đây là vì ngu muội mà sanh vào loài súc sanh. Con chó vì thương con cháu trong gia đình nên sẽ trở lại trong nhà để phục vụ cho con cháu. Nếu người thân nhân biết làm thiện hồi hướng cho người đó, cầu cho họ dù đang ở trong cảnh giới nào cũng nương theo công đức này sớm tỉnh ngộ tu hành niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhờ lòng thành mà được cảm ứng, thì con chó đó có thể được hóa kiếp hay siêu thoát. Chứ con cháu không chịu làm thiện mà còn sát hại sanh vật đem cúng cho tấm hình đời trước của nó, rồi liệm xương cho nó ăn nữa, trớ trêu không? Thậm chí nhân ngày giỗ của chính nó trong đời trước, con cái lại bắt con chó đó làm thịt để nhậu nhẹt. Hãy nghĩ thử, oán nạn này sẽ dẫn tới đâu? Thân nhân đã biến thành oan gia trái chủ, tình thương đã biến thành hận thù, hận thù đời đời kiếp kiếp, biết bao giờ mới giải tỏa đây? Vấn đề dỗ chay đãi mặn thì chẳng khác gì. Vì thật sự tiếng là dỗ chay, chứ dài đĩa xào để trên bàn thờ, so với tràn ngập thịt cá trong bàn tiệc, thì mấy món xào trên bàn thờ chỉ là hình thức giả tạm, làm sao che lấp được sự thịt ê hề say sưa túy lưới. Hình thức trống rỗng, tâm ý giả tạo, có cảm thông được gì? Bắt người ta cắt cổ mổ ruột để nhậu trong ngày giỗ mà gọi là giỗ chay, thật là trớ trêu ngang ngạnh. Càng giả tạo càng làm cho các oan hồn của những chúng sanh bị giết hại càng thêm hung hãn, càng thêm căm thù. Thù chất thêm thù, oán thù càng ngày càng khốc liệt.
trong bộ sách khuyên người niệm Phật, Diệu Âm cho đây là hành động trả hiếu quá kỳ quái của người thế gian. Ông bà đã dụng tu bị quả báo quá đau khổ, vì sát sanh hại dực nên họ chịu đủ mọi cực hình đau khổ trong tam đồ ác đạo để trả nghiệp. Con cháu không tìm cách gỡ nạn cho ông bà, mà cứ chờ đến những ngày dỗ kỵ, đem máu thịt nhét vào mồm của ông bà, để ông bà bị kết thêm tội sát sanh mới. Làm như vậy có khác gì ông bà bị nạn, đang tìm cách ngoi lên thoát nạn, vừa mới ngóc lên một chút thì bị con cháu nện lên đầu một đạp cho chìm xuống lại trong cảnh đọa lạc. Trả hiếu gì mà kỳ vậy? Vậy thì người biết tu hành, những ngày dỗ kỵ ông bà nên làm chay thanh tịnh mới tốt. Tụng kinh niệm Phật hồi hướng công đức cho vong linh, cầu xin vong linh sớm siêu sanh tịnh độ. Nên giảm chế các hình thức ăn nhậu say sưa, tuyệt đối đừng sát hại sanh vật, đừng nên lợi dụng ngày chết của ông bà cha mẹ mà giết hại sanh vật làm đám tiệc lên đình để trả ơn nghĩa thế gian. Nếu sơ ý, vừa tội nghiệp cho ông bà, vừa kết thêm nghiệp chướng cho chính mình, nhân quả này không dễ gì trả được đâu. Không những vậy, như ngày dỗ kỵ này, con cháu nên ăn chay, phóng sanh, làm các việc thiện để hồi hướng công đức, cầu cho vong linh được tiêu nghiệp tăng phước. Chỉ cần nhang đèn, hoa quả với vài món tinh khiết để tỏ lòng thành kính. Nếu nhà nghèo quá thì chén nước lạnh trong sạch với hoa quả, một nén hương là đủ để thiết lễ tưởng niệm rồi. Cần chi đến hình thức linh đình mà bị khó khăn. Mời đồng tu đến tụng kinh niệm Phật, hồi hướng công đức là tốt nhất, tiện nhất, đúng pháp nhất. Nên thành tâm khai thị, khẩn cầu vong linh sớm hồi đầu quy y Tam Bảo, niệm Phật cầu sanh cực lạc thì càng hay càng chánh pháp. Ngày dỗ kỵ mà làm được các điều thiện này thì được nhiều chư thiện thần ủng hộ gia trì. Nếu cứ sát sanh hại vật, làm việc sai với đạo pháp thì các vị thiện thần sẽ lánh xa. Đây là điều không tốt cho gia đình trong tương lai vậy. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 5 tháng 6 năm 2009. Âm thanh lạ. Hỏi: A Di Đà Phật, thầy Tịnh Không dạy rằng trong tu tập, nếu ta chứng đắc được điều gì không nên đem ra khoe. Có cô Diệu Ngộ khoe hết chuyện này đến chuyện kia. Con vô phước bắt đầu niệm Phật từ khi mượn sách đó từ thư viện. Chắc chắn lời khoe của cô ta làm cho con sai lầm. Kể từ lúc nghe tiếng niệm Phật trong đầu thì lại kèm theo tiếng trời mưa rất lớn. Nhiều lúc con bị sống trong sợ hãi bởi vì cái chứng lạ này. Hôm nay con cảm thấy rất rõ, nó chính là ma chướng trên đường tu tập quá non kém của con. Xin giúp con. A Di Đà Phật. Diệu Hưng. Trả lời: người đã chứng đắc thì đã thấy rõ chân tâm tự tánh. Chân tâm tự tánh là chính cái bản giác của mình, thanh tịnh tịch diệt. Đã thanh tịnh tịch diệt rồi thì còn gì để hồ hởi nữa mà đi khoe ra ngoài. Ngài Tịnh Không nói, một khi khoe ra thì định lực tan biến hết. Tan biến hết tức là không có định lực. Không có định lực thì chứng đắc chỗ nào? Vì thế, Diệu Hưng hãy giữ lòng khiêm nhường tu tập, cố gắng nghe theo lời tổ, lời chỉ dạy của chư hòa thượng cao tăng đại đức mà tu tập mới an lòng, trở nên hiếu kỳ mới tốt vậy. Tất cả đều do tâm mình tạo ra, hỗn loạn cũng do tâm, vui vẻ cũng do tâm, buồn bã cũng do tâm, yên tĩnh cũng do tâm, ồn ào cũng do tâm. Này Diệu Hưng thường nghe tiếng này tiếng nọ cũng do tâm. Vậy thì lấy tâm mà điều phục. Một là tâm đang lo sợ thì đừng lo sợ nữa. Một lần lo sợ thì có thể niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát có đại nguyện cứu khổ cứu nạn. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói: nhự hữu cấp nạn khủng bố, đẳng tự quy mạng Quán Thế Âm Bồ Tát, vô bất đắc khả thoát giả.
nghĩa là nếu ai có nạn tai khủng hoảng, lo sợ, thành tâm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì Ngài đến cứu cho, không có nạn nào là không hết. Hàng ngày, ngoài thời niệm Phật, nên phát tâm niệm thêm Bồ Tát, tin tưởng vững vàng như vậy thì tự nhiên hết bệnh. Khi hết bệnh rồi thì nhớ niệm Phật tu hành nhé. Khi tu hành phải nhớ rõ rằng mình còn nghiệp chướng sâu nặng, nhiều đời nhiều kiếp mê muội làm chuyện sai lầm, oan gia trái chủ nhiều lắm, thì đời này dù có niệm Phật được là nhờ thiện căn phước đức nào đó đưa đến. Đây là cơ duyên mình được Phật lực gia trì mà đới nghiệp giảng sanh, chứ không phải niệm vài hôm là được chứng đắc đâu nhé. Chớ nên tự cao ỷ lại, chớ nên vỗ ngực cho là chứng đắc nữa nghe. Mỗi khi niệm Phật tu hành, ngay cả lúc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát nữa, đều phải hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ. Luôn luôn phải có lòng thành sám hối nghiệp chướng của mình, không được cống cao ngã mạn, không được cạnh tranh ganh tị, không nên nói người này xấu, người kia hư, đừng nên nóng giận kình cãi với ai. Tất cả nên bỏ qua hết, vui vẻ, thoải mái thì tự nhiên hết bệnh. Đó cũng chính là tu hành vậy. Đừng nên sát sanh hại vật, dù là muỗi, ruồi, kiến cũng không được giết chúng nhé. Phải có tâm từ bi rộng lớn như vậy mới được. Sám hối là không làm lỗi lầm nữa, ngày ngày niệm Phật để hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, cầu giải tỏa tất cả oán thù. Cứ hồi hướng mãi để giải lần chướng nạn. Cụ thể, đang nghe âm thanh gì đó, chưa chắc là xấu, cũng chưa chắc là tốt. Xin giữ lòng bình tĩnh, không mừng, không sợ. Mừng cũng không tốt, mà sợ cũng không hay. Nếu đang niệm Phật thì cứ niệm Phật. Lắng nghe tiếng niệm Phật của chính mình. Còn tất cả các hiện tượng khác, đừng để ý tới, hãy kệ nó đi. Chỉ biết rằng, khi mình niệm Phật thì có chư Bồ Tát gia trì, có chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ, mình sẽ an toàn không có gì e ngại, phải tin tưởng vững chắc như vậy. Chúc an vui. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 8 tháng 6 năm 2009. Sợ ma. Hỏi: A-di-đà Phật, Minh Quang có một câu hỏi, xin chú Diệu Âm hoan hỷ cho. Nếu một người bị yếu bóng vía và thường sợ ma, thì có nên để họ tham gia vào cuộc hộ niệm cho người sắp lâm chung không? Xin cảm ơn chú. Trả lời: yếu bóng vía hay sợ ma thì nên niệm Phật nhiều. Niệm Phật thật thành tâm. Mỗi câu niệm Phật thành tâm thì có 25 vị Bồ Tát gia trì. Có Bồ Tát gia trì thì còn ma nào dám chọc nữa mà sợ. Thiếu niềm tin vào Phật Pháp mới sợ ma, không hiểu Phật Pháp mới sợ ma, thường làm việc ma mới gặp ma, tâm ma mới gặp ma. Thuật ngữ thế gian có câu: ma bắt coi mặt người ta, mặt ai mét mét thì ma bắt hoài. Vậy thì đừng sợ bậy bạ nữa nhé. Vì thật ra chính mình là một con ma rất lớn, lớn hơn những con ma khác mà không hay. Chính mình là ma mà là sợ ma, vô tình cứ đi dọa ma người khác, thành ra con ma mình làm con ma người bất an. Rốt cuộc ai cũng phải sợ mình. Sợ mình thì lìa xa mình, vô hình trung, chính mình tách ly đại chúng, sống âm thầm neo đơn trong cảnh ma. Tâm sợ ma thì tâm luôn nghĩ đến ma, tâm luôn nghĩ tới ma thì ma cứ hiện mãi trong tâm. Ma hiện mãi trong tâm thì tâm thấy ma hàng ngày. Tâm thấy ma hàng ngày tức là hàng ngày đang sống với cảnh ma. Sống với cảnh ma thì dễ thành ma. Thân là người mà tâm là ma thì làm sao có ngày giải thoát. Đây chính là tự mình trói buộc mình đó. Tự mình tạo tất cả cảnh giới xấu cho chính mình. Tâm chấp vào đâu sẽ đi về cảnh giới đó. Do đó, nếu cứ nghĩ về ma thì sau khi chết dễ đi về đường ma. Thế gian gọi là sống làm người, chết làm ma, thật oan uổng vô cùng. Tất cả đều tại chính ta muốn vậy. Làm ma khổ lắm, sướng ít gì đâu mà chạy theo con đường đó.
một người nào đó còn sợ ma thì mời đi hộ niệm làm chi? Chờ khi nào hiểu đạo rồi mới đi hộ niệm cũng chưa muộn vậy. Hiểu đạo là sao? Là người thành tâm niệm Phật, ngày ngày nghĩ Phật, giờ giờ tưởng Phật, quyết định tương lai sanh về nước Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói: ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tức định kiến Phật. Nghĩa là người luôn luôn nhớ đến Phật, luôn luôn niệm Phật. Được vậy, nếu không bây giờ thì cũng tương lai chắc chắn sẽ gặp Phật. Gặp Phật có nghĩa là thành Phật, chứ không phải là mong tâm cầu thấy này thấy nọ đâu nhé. Tại sao lại gặp ma? Vì không hiểu pháp Phật, vì không làm theo lời Phật dạy mà lại làm ngược lại kinh Phật. Phật dạy ức Phật niệm Phật thì gặp Phật, còn mình lại ức ma niệm ma thì tương lai nhất định gặp ma. Gặp Phật hay gặp ma đều do chính mình tưởng tới, nhớ tới, niệm tới. Tất cả đều do chính tâm mình tạo ra cả. Như vậy, gặp Phật hay gặp ma đều do chính mình muốn, chứ có ai tạo ra cảnh tượng này đâu. Gặp Phật chắc chắn phải hay hơn là gặp ma chứ. Hiểu được đạo lý này thì xin thành tâm khuyên người nào sợ ma đó hãy mau mau từ bỏ ý niệm này. Bỏ đi là hết, tất cả đều được giải quyết. Nhìn xác người chết mình sợ ma vì mình đang nghĩ đến người đó có linh hồn, linh hồn không còn trong cái xác nữa thì thành ma. Xin hỏi, khi nhìn một cái xác chết của con heo, tại sao mình không sợ? Có lẽ mình cho rằng con heo không có linh hồn chăng? Quá sai lầm. Phật dạy tất cả mọi sanh vật đều có tánh linh. Tánh linh này là Phật, tánh linh bình đẳng với thánh không ngộ, với phàm không mê, với người không hơn, với vật không kém. Tánh linh vẫn là vậy, mê hay ngộ, hơn hay kém đều do chính chúng sanh tạo lấy mà thôi. Người thế gian mê muội nên hạ cấp tánh linh này xuống thành linh hồn, vong hồn, du hồn hoặc thành ma. Khi mê, thấy chúng sanh giống như ma, sợ sệt. Ngộ rồi, thấy chúng sanh đều là Phật, cung kính. Rõ ràng, Phật hay ma đều do tự tâm, kính hay sợ cũng do chính tâm của mình tạo ra. Ví dụ cụ thể, một người không biết đường tu, ngu muội tham chấp vào gia tài, điền sản, quyến luyến, nhà cửa. Khi chết, dễ dàng đầu thai thành loài bàn xanh như con heo trong chuồng. Thân là heo, mà linh hồn của con heo đó trước đây lại chính là người chủ trong gia đình đó. Khi còn là người thì được cung kính, nể gì. Khi làm heo rồi thì bị khinh bỉ, hất hủi. Người sợ ma không dám nhìn xác người, mà lại vui vẻ nhìn xác heo chết. Không ngờ xác heo và xác người tuy hai mà một. Người ngồi gần người chết thì sợ mùi tử khí, mà lại mạnh dạn banh xác con heo, lóc xương cắt mỡ, tìm miếng thịt nạc. Bên xác người chết thì được thành kính, tụng kinh, niệm Phật, thắp hương, đốt trầm mà lại sợ. Trong khi mổ xẻ xác heo thì phần tiểu khai thối, máu thịt tanh hôi mà nhiều người lại thấy thơm. Đâu là ma, đâu là Phật đây? Chúng ta đâu có biết rằng trong lúc banh thay con heo ra tìm miếng thịt nạc thì có một linh hồn đang nhìn mình chăm chăm, đang căm hờn tột độ, đang nguyền sủa thậm tệ, và chúng thề quyết sẽ trả mối thù sát mạng phân thay này. Cách biệt giữa ma và Phật chỉ có mê và ngộ. Người chưa muốn giảng sanh thành Phật thì chưa ngộ. Người cứ nghĩ tới ma vì đang mê, mê làm ma, ngộ làm Phật. Ngộ ra đạo lý này thì thấy chính mình là một vị Phật. Một vị Phật thì an nhiên, thanh tịnh, sống thì niệm Phật. Khi xả bỏ báo thân thì về Tây Phương gặp Phật A-di-đà, thành Phật, tận hưởng an vui cực lạc, giải thoát, sống chết tự tại. Còn gì nữa mà lo? Không chịu ngộ ra đạo lý này thì mê muội cứ tiếp tục mê muội. Mê muội thì sống mà tâm thần bất định, không an, sợ ma.
Khi chết thì tâm hồn hoảng hốt, kinh hãi, không còn sáng suốt, mù mù, mịt mịt, bị ma dẫn theo cảnh ma, để thành ma, đời đời kiếp kiếp lang thang khổ cực, làm sao được vui đây? Hãy mau mau ngộ đi, sống thì niệm Phật hộ niệm cứu độ chúng sanh, chết thì liền báo thân đi, giảng sanh về tịnh độ một đời cực lạc, sung sướng thành tựu đạo quả, vui quá. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 14 tháng 6 năm 2009. Cúng dỗ người giảng sanh. Hỏi: A-di-đà Phật, Minh Châu gửi lời vấn an sức khỏe cư sĩ Diệu Âm. Minh Châu hơi thắc mắc là khi những người đã được giảng sanh thì mình chỉ cần tưởng nhớ tới người thân mình, nên mình cầu siêu và phóng sanh cho thân nhân trong vòng 49 hoặc 100 ngày. Rồi sau đó, mình có cần thiết phải cầu siêu cho họ nữa không? Và có cần lập bàn thờ để làm dỗ cho thân nhân mỗi năm không? Vì người được giảng sanh đã theo từ phụ A-di-đà rồi. Xin cư sĩ giải thích cho Minh Châu được hiểu thêm. Cảm ơn cư sĩ nhiều. Triệu Kim Ngọc, Minh Châu. Trả lời: chúng ta, người Phật tử thường tới chùa dâng hương, hoa quả cúng Phật. Phật đâu dùng những thứ đó, vậy mà mình vẫn cúng. Mình thành tâm lễ Phật, lạy Phật, niệm Phật. Phật đâu cần những chuyện này, nhưng ta vẫn làm. Cầu siêu 49 ngày, 100 ngày, phóng sanh, làm các việc lành hồi hướng cho người xa đi. Đây là sự tự nguyện của người còn sống. Việc làm này thể hiện lòng hiếu nghĩa của con cháu đối với ông bà cha mẹ đã xa đi, thể hiện tâm thương kính trước sau như một. Con cháu có nghĩa, có hiếu thì nên thành tâm làm. Nếu quên tình quên nghĩa thì có luật lệ nào phạt tội mình? Tất cả đều do tâm của con cháu có thành kính hay không. Nếu người thân bị chết, nghĩa là không được giảng sanh cực lạc, chắc chắn họ bị kẹt trong sáu nẻo luân hồi. Tệ hơn nữa, hầu hết bị lạc trong ba đường đọa lạc. Con cháu hãy thường tưởng người thân mà thành tâm cầu siêu cho họ. Đây là điều phải làm, rất cần. Hãy chí thành chí kính mà làm. Đừng nên hỏi đi hỏi lại rằng có linh không, có thiên không, có ích gì không. Dù kết quả có được viên mãn hay không, thì chúng ta cũng không nên bỏ qua, vì đây là tâm hiếu kính. Nếu người thân được giảng sanh, thì ta cũng vì tâm hiếu kính mà làm cho trọn phận làm con cháu, đừng nên ngại ngùng. Tất cả những nghi tiết về tụng kinh niệm Phật để cầu siêu, các việc thiện, phóng sanh, chúng ta cũng nên làm và cố gắng làm với lòng chí thành chí kính để hồi hướng công đức cho họ. Sau đó, nhân ngày dỗ kỵ, ta vẫn nên tổ chức niệm Phật, tụng kinh, trai chay thanh tịnh để hồi hướng công đức và tưởng niệm người đã giảng sanh. Việc làm này rất tốt, rất có lợi. Tại sao vậy? Một là vì lòng kính thương hiếu nghĩa. Hiếu dưỡng phụ mẫu là điều đầu tiên Phật dạy. Hiếu thuộc về xuất thế gian, dưỡng thuộc về thế gian pháp, phải chu tất khi người còn sống, cũng như lúc khuất bóng. Hai là nhờ vậy mà họ được dự phần cao phẩm hơn. Ba là hồi hướng cho một vị ở cõi cực lạc công đức sẽ lớn vô cùng. Nhờ công đức này mà sau này duyên phận giữa ta với họ càng sâu càng nặng, họ không thể không cứu ta. Bốn là nói giảng sanh là xét về sự tướng mà nói, chứ chính chúng ta chưa chứng đắc, chưa có đủ đạo nhãn, thì làm sao dám bảo đảm 100%. Vậy thì phận làm con cháu phải cẩn thận tối đa, phải thận trọng hành theo đúng lễ mới an tâm, mới tránh được những sơ suất, khỏi bị ân hận về sau. Thực tế, những việc làm này cho người quá cố thì ít,
mà cho chính ta thì nhiều. Chính ta đều hưởng hầu hết công đức, còn người đã xa đi thì chỉ hưởng một phần mà thôi. Nếu tâm có thành cho mấy đi nữa, dù muốn đem công đức hồi hướng hết đi nữa, thì người được hồi hướng chỉ có thể nhận được một phần bảy là cùng, còn tất cả chính ta hưởng hết. Nếu người được giảng sanh cực lạc, họ đã thành Bồ Tát, thành thanh tịnh đại hải chúng rồi. Tình thật mà nói, các ngài đâu cần chút công đức của ta. Ta có cúng dỗ, tưởng niệm, cầu siêu, lập bàn thờ cho họ hay không, không phải là điều quan trọng đối với họ, mà chính là rất quan trọng đối với chúng ta. Chính chúng ta rất cần công đức của họ, muốn được quả báo như họ. Muốn được vậy thì ta phải có lòng chí thành cúng dường công đức lên cho họ. Tại sao vậy? Thành tức linh. Lòng chân thành của chúng ta sẽ cảm ứng được sự gia trì của các ngài. Ta không có lòng thành, các ngài gia trì không được. Đây là sự thật. Tất cả đều do chính tâm của chúng ta tạo nên. Tâm chúng ta có cảm thì các ngài có ứng. Tâm chúng ta không cảm thì các ngài không ứng được. Tâm Phật tịch tịnh, chỉ độ được người hữu duyên, không bao giờ phan duyên. Vì vậy, sự cảm ứng đạo giao phải do chính tâm của chúng ta khởi trước. Đây là ý nghĩa nhất thiết duy tâm tạo vậy. Chân thành cúng dường tức là cảm. Công đức cúng dường sẽ được hồi đáp lại cho chúng ta, tức là ứng. Ta cúng dường lên các ngài bằng công đức của một người phàm phu. Các ngài hồi đáp lại cho chúng ta bằng công đức của một vị Bồ Tát. Công đức của Bồ Tát sẽ lớn vô lượng vô biên. Nhờ sự hồi đáp này mà ta hưởng biết bao nhiêu phước lợi. Nhờ công đức này mà ta hóa giải được vô lượng tội chướng. Rõ ràng, vô tình chúng ta đang làm một cuộc trao đổi, một vốn tỷ lời. Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng. Trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm cúng dường lên các ngài một câu Phật hiệu, thì các ngài liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ách nặng đến 80 ức kiếp nghiệp tội sâu nặng. Tội giảm thì phước tăng. Nhờ phước này, chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà giảng sanh Tây Phương. Chứ tự hỏi thử, thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta, làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây? Lòng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đã lớn, cúng dường một vị A-la-hán, Bích Chi Phật, phước báu sẽ lớn hơn, hưởng cả trăm kiếp không hết. Cúng dường một vị Bồ-Tát, công đức sẽ vô lượng. Cúng dường một vị Phật thì công đức này trở thành vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta vì tham công đức của họ mà mình cúng dường, mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng. Nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhân ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt, còn hàng ngày đều niệm Phật, tụng kinh, làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền tất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp,
cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì liệu thoát sanh tử thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Niệm Phật nhiều, niệm Phật thật thành tâm. Mỗi câu niệm Phật thành tâm thì có 25 vị Bồ Tát gia trì. Có Bồ Tát gia trì thì còn ma nào dám chọc nữa mà sợ. Thiếu niềm tin vào Phật Pháp mới sợ ma, không hiểu Phật Pháp mới sợ ma, thường làm việc ma mới gặp ma, tâm ma mới gặp ma. Tục ngữ thế gian có câu: ma bắt coi mặt người ta, mặt ai mét mét thì ma bắt hoài. Vậy thì đừng sợ bậy bạ nữa nhé. Vì thật ra chính mình là một con ma rất lớn, lớn hơn những con ma khác mà không hay. Chính mình là ma mà lại sợ ma, vô tình cứ đi dọa ma người khác, thành ra con ma mình làm con ma người bất an. Rốt cuộc ai cũng phải sợ mình. Sợ mình thì lìa xa mình, vô hình trung, chính mình tách ly đại chúng, sống âm thầm neo đơn trong cảnh ma. Tâm sợ ma thì tâm luôn nghĩ đến ma, tâm luôn nghĩ tới ma thì ma cứ hiện mãi trong tâm. Ma hiện mãi trong tâm thì tâm thấy ma hàng ngày. Tâm thấy ma hàng ngày tức là hàng ngày đang sống với cảnh ma. Sống với cảnh ma thì dễ thành ma. Thân là người mà tâm là ma thì làm sao có ngày giải thoát. Đây chính là tự mình trói buộc mình đó. Tự mình tạo tất cả cảnh giới xấu cho chính mình. Tâm chấp vào đâu sẽ đi về cảnh giới đó. Do đó nếu cứ nghĩ về ma thì sau khi chết dễ đi về đường ma. Thế gian gọi là sống làm người, chết làm ma, thật oan uổng vô cùng. Tất cả đều tại chính ta muốn vậy. Làm ma khổ lắm, sướng ít gì đâu mà chạy theo con đường đó. Một người nào đó còn sợ ma thì mời đi hộ niệm làm chi? Chờ khi nào hiểu đạo rồi mới đi hộ niệm cũng chưa muộn vậy. Hiểu đạo là sao? Là người thành tâm niệm Phật, ngày ngày nghĩ Phật, giờ giờ tưởng Phật, quyết định tương lai sanh về nước Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói: ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tức định kiến Phật. Nghĩa là người luôn luôn nhớ đến Phật, luôn luôn niệm Phật. Được vậy, nếu không bây giờ thì cũng tương lai chắc chắn sẽ gặp Phật. Gặp Phật có nghĩa là thành Phật, chứ không phải là mong tâm cầu thấy này thấy nọ đâu nhé. Tại sao lại gặp ma? Vì không hiểu pháp Phật, vì không làm theo lời Phật dạy mà lại làm ngược lại kinh Phật. Phật dạy ức Phật niệm Phật thì gặp Phật, còn mình lại ức ma niệm ma thì tương lai nhất định gặp ma. Gặp Phật hay gặp ma đều do chính mình tưởng tới, nhớ tới, niệm tới. Tất cả đều do chính tâm mình tạo ra cả. Như vậy, gặp Phật hay gặp ma đều do chính mình muốn, chứ có ai tạo ra cảnh tượng này đâu. Gặp Phật chắc chắn phải hay hơn là gặp ma chứ. Hiểu được đạo lý này thì xin thành tâm khuyên người nào sợ ma đó, hãy mau mau từ bỏ ý niệm này. Bỏ đi là hết, tất cả đều được giải quyết. Nhìn xác người chết mình sợ ma vì mình đang nghĩ đến người đó có linh hồn không còn trong cái xác nữa thì thành ma. Xin hỏi, khi nhìn một cái xác chết của con heo, tại sao mình không sợ? Có lẽ mình cho rằng con heo không có linh hồn chăng? Quá sai lầm. Phật dạy tất cả mọi sanh vật đều có tánh linh. Tánh linh này là Phật, tánh linh bình đẳng với thánh không ngộ, với phàm không mê, với người không hơn, với vật không kém. Tánh linh vẫn là vậy, mê hay ngộ, hơn hay kém đều do chính chúng sanh tạo lấy mà thôi. Người thế gian mê muội nên hạ cấp tánh linh này xuống thành linh hồn,
vong hồn, du hồn hoặc thành ma. Khi mê, thấy chúng sanh giống như ma, sợ sệt. Ngộ rồi, thấy chúng sanh đều là Phật, cung kính. Rõ ràng, Phật hay ma đều do tự tâm, kính hay sợ cũng do chính tâm của mình tạo ra. Ví dụ cụ thể, một người không biết đường tu, ngu muội tham chấp vào gia tài, điền sản, quyến luyến nhà cửa, khi chết dễ dàng đầu thai thành loài bàn xanh như con heo trong chuồng. Thân là heo mà linh hồn của con heo đó trước đây lại chính là người chủ trong gia đình đó. Khi còn là người thì được cung kính nể gì, khi làm heo rồi thì bị khinh bỉ hất hủi. Người sợ ma không dám nhìn xác người mà lại vui vẻ nhìn xác heo chết, không ngờ xác heo và xác người tuy hai mà một. Người ngồi gần người chết thì sợ mùi tử khí mà lại mạnh dạn banh xác con heo, lóc xương cắt mỡ tìm miếng thịt nạc. Bên xác người chết thì được thành kính tụng kinh niệm Phật, thắp hương đốt trầm mà lại sợ, trong khi mổ xẻ xác heo thì phần tiểu khai thối, máu thịt tanh hôi mà nhiều người lại thấy thơm. Đâu là ma, đâu là Phật đây? Chúng ta đâu có biết rằng, trong lúc banh thay con heo ra tìm miếng thịt nạc, thì có một linh hồn đang nhìn mình chăm chăm, đang căm hờn tột độ, đang nguyền sủa thậm tệ, và chúng thề quyết sẽ trả mối thù sát mạng phân thay này. Cách biệt giữa ma và Phật chỉ có mê và ngộ. Người chưa muốn giảng sanh thành Phật thì chưa ngộ. Người cứ nghĩ tới ma vì đang mê, mê làm ma, ngộ làm Phật. Ngộ ra đạo lý này thì thấy chính mình là một vị Phật. Một vị Phật thì an nhiên, thanh tịnh, sống thì niệm Phật. Khi xả bỏ báo thân thì về Tây Phương gặp Phật A-di-đà, thành Phật, tận hưởng an vui cực lạc, giải thoát, sống chết tự tại. Còn gì nữa mà lo? Không chịu ngộ ra đạo lý này thì mê muội cứ tiếp tục mê muội. Mê muội thì sống mà tâm thần bất tịnh, không an, sợ ma. Khi chết thì tâm hồn hoảng hốt, kinh hãi, không còn sáng suốt, mù mù, mịt mịt, bị ma dẫn theo cảnh ma, để thành ma, đời đời kiếp kiếp lang thang khổ cực, làm sao được vui đây? Hãy mau mau ngộ đi, sống thì niệm Phật hộ niệm cứu độ chúng sanh, chết thì liền báo thân đi, giảng sanh về tịnh độ một đời cực lạc, sung sướng thành tựu đạo quả, vui quá. A-di-đà Phật, Diệu Âm, ngày 14 tháng 6, năm 2009. Cúng dỗ người giảng sanh. Hỏi: A-di-đà Phật, Minh Châu gửi lời vấn an sức khỏe cư sĩ Diệu Âm. Minh Châu hơi thắc mắc là khi những người đã được giảng sanh thì mình chỉ cần tưởng nhớ tới người thân mình, nên mình cầu siêu và phóng sanh cho thân nhân trong vòng 49 hoặc 100 ngày. Rồi sau đó mình có cần thiết phải cầu siêu cho họ nữa không? Và có cần lập bàn thờ để làm dỗ cho thân nhân mỗi năm không? Vì người được giảng sanh đã theo từ phụ A-di-đà rồi. Xin cư sĩ giải thích cho Minh Châu được hiểu thêm. Cảm ơn cư sĩ nhiều. Triệu Kim Ngọc, Minh Châu. Trả lời: chúng ta, người Phật tử thường tới chùa dâng hương, hoa quả cúng Phật. Phật đâu dùng những thứ đó, vậy mà mình vẫn cúng. Mình thành tâm lễ Phật, lạy Phật, niệm Phật, Phật đâu cần những chuyện này, nhưng ta vẫn làm. Cầu siêu 49 ngày, 100 ngày, phóng sanh, làm các việc lành hồi hướng cho người xa đi. Đây là sự tự nguyện của người còn sống. Việc làm này thể hiện lòng hiếu nghĩa của con cháu đối với ông bà cha mẹ đã xa đi, thể hiện tâm thương kính trước sau như một. Con cháu có nghĩa, có hiếu thì nên thành tâm làm. Nếu quên tình quên nghĩa, thì có luật lệ nào phạt tội mình? Tất cả đều do tâm của con cháu có thành kính hay không. Nếu người thân bị chết,
nghĩa là không được giảng sanh cực lạc. Chắc chắn họ bị kẹt trong sáu nẻo luân hồi. Tệ hơn nữa, hầu hết bị lạc trong ba đường đọa lạc. Con cháu hãy thường tưởng người thân mà thành tâm cầu siêu cho họ. Đây là điều phải làm, rất cần. Hãy chí thành chí kính mà làm. Đừng nên hỏi đi hỏi lại rằng có linh không, có thiên không, có ích gì không. Dù kết quả có được viên mãn hay không, thì chúng ta cũng không nên bỏ qua, vì đây là tâm hiếu kính. Nếu người thân được giảng sanh, thì ta cũng vì tâm hiếu kính mà làm cho trọn phận làm con cháu, đừng nên ngại ngùng. Tất cả những nghi tiết về tụng kinh niệm Phật để cầu siêu, các việc thiện, phóng sanh, chúng ta cũng nên làm và cố gắng làm với lòng chí thành chí kính để hồi hướng công đức cho họ. Sau đó, nhân ngày giỗ kỵ, ta vẫn nên tổ chức niệm Phật, tụng kinh, trai chay thanh tịnh để hồi hướng công đức và tưởng niệm người đã giảng sanh. Việc làm này rất tốt, rất có lợi. Tại sao vậy? Một là vì lòng kính thương hiếu nghĩa, hiếu dưỡng phụ mẫu là điều đầu tiên Phật dạy. Hiếu thuộc về xuất thế gian, dưỡng thuộc về thế gian pháp, phải chu tất khi người còn sống, cũng như lúc khuất bóng. Hai là nhờ vậy mà họ được dự phần cao phẩm hơn. Ba là hồi hướng cho một vị ở cõi cực lạc công đức sẽ lớn vô cùng. Nhờ công đức này mà sau này duyên phận giữa ta với họ càng sâu càng nặng, họ không thể không cứu ta. Bốn là nói giảng sanh là xét về sự tướng mà nói, chứ chính chúng ta chưa chứng đắc, chưa có đủ đạo nhãn, thì làm sao dám bảo đảm 100%. Vậy thì phận làm con cháu phải cẩn thận tối đa, phải thận trọng hành theo đúng lễ mới an tâm, mới tránh được những sơ suất, khỏi bị ân hận về sau. Thực tế, những việc làm này cho người quá cố thì ít, mà cho chính ta thì nhiều. Chính ta đều hưởng hầu hết công đức, còn người đã ra đi thì chỉ hưởng một phần mà thôi. Nếu tâm có thành cho mấy đi nữa, dù muốn đem công đức hồi hướng hết đi nữa, thì người được hồi hướng chỉ có thể nhận được 1/7 là cùng, còn tất cả chính ta hưởng hết. Nếu người được giảng sanh cực lạc, họ đã thành Bồ Tát, thành thanh tịnh đại hải chúng rồi. Tình thật mà nói, các ngài đâu cần chút công đức của ta. Ta có cúng dỗ, tưởng niệm, cầu siêu, lập bàn thờ cho họ hay không, không phải là điều quan trọng đối với họ, mà chính là rất quan trọng đối với chúng ta. Chính chúng ta rất cần công đức của họ, muốn được quả báo như họ. Muốn được vậy thì ta phải có lòng chí thành cúng dường công đức lên cho họ. Tại sao vậy? Thành tức linh. Lòng chân thành của chúng ta sẽ cảm ứng được sự gia trì của các ngài. Ta không có lòng thành, các ngài gia trì không được. Đây là sự thật. Tất cả đều do chính tâm của chúng ta tạo nên. Tâm chúng ta có cảm thì các ngài có ứng. Tâm chúng ta không cảm thì các ngài không ứng được. Tâm Phật tịch tịnh, chỉ độ được người hữu duyên, không bao giờ phan duyên. Vì vậy, sự cảm ứng đạo giao phải do chính tâm của chúng ta khởi trước. Đây là ý nghĩa nhất thiết duy tâm tạo vậy. Chân thành cúng dường tức là cảm, công đức cúng dường sẽ được hồi đáp lại cho chúng ta, tức là ứng. Ta cúng dường lên các ngài bằng công đức của một người phàm phu, các ngài hồi đáp lại cho chúng ta bằng công đức của một vị Bồ Tát. Công đức của Bồ Tát sẽ lớn vô lượng vô biên. Nhờ sự hồi đáp này mà ta hưởng biết bao nhiêu phước lợi. Nhờ công đức này mà ta hóa giải được vô lượng tội chướng. Rõ ràng, vô tình chúng ta đang làm một cuộc trao đổi
một vốn tỷ lời. Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng. Trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọn tội. Chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm cúng dường lên các ngài một câu Phật hiệu, thì các ngài liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ách nặng đến 80 ức kiếp nghiệp tội sâu nặng. Tội giảm thì phước tăng. Nhờ phước này, chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà giảng sanh Tây Phương. Chứ tự hỏi thử, thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta, làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây? Lòng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đã lớn, cúng dường một vị A-la-hán, Bích Chi Phật, phước báu sẽ lớn hơn, hưởng cả trăm kiếp không hết. Cúng dường một vị Bồ Tát, công đức sẽ vô lượng. Cúng dường một vị Phật thì công đức này trở thành vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta vì tham công đức của họ mà mình cúng dường, mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng. Nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhưng ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt, còn hàng ngày đều niệm Phật, tụng kinh, làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. A Di Đà Phật. Minh Châu gửi lời vấn an sức khỏe cư sĩ Diệu Âm. Minh Châu hơi thắc mắc là khi những người đã được giảng sanh thì mình chỉ cần tưởng nhớ tới người thân mình, nên mình cầu siêu và phóng sanh cho thân nhân trong vòng 49 hoặc 100 ngày. Rồi sau đó mình có cần thiết phải cầu siêu cho họ nữa không? Và có cần lập bàn thờ để làm dỗ cho thân nhân mỗi năm không? Vì người được giảng sanh đã theo từ phụ A-di-đà rồi. Xin cư sĩ giải thích cho Minh Châu được hiểu thêm. Cảm ơn cư sĩ nhiều. Triệu Kim Ngọc, Minh Châu. Trả lời: chúng ta, người Phật tử thường tới chùa dâng hương, hoa quả cúng Phật. Phật đâu dùng những thứ đó, vậy mà mình vẫn cúng. Mình thành tâm lễ Phật, lạy Phật, niệm Phật. Phật đâu cần những chuyện này, nhưng ta vẫn làm. Cầu siêu 49 ngày, 100 ngày, phóng sanh, làm các việc lành hồi hướng cho người xa đi. Đây là sự tự nguyện của người còn sống. Việc làm này thể hiện lòng hiếu nghĩa của con cháu đối với ông bà cha mẹ đã ra đi, thể hiện tâm thương kính trước sau như một. Con cháu có nghĩa, có hiếu thì nên thành tâm làm. Nếu quên tình quên nghĩa thì có luật lệ nào phạt tội mình? Tất cả đều do tâm của con cháu có thành kính hay không. Nếu người thân bị chết, nghĩa là không được giảng sanh cực lạc, chắc chắn họ bị kẹt trong sáu nẻo luân hồi. Tệ hơn nữa
hầu hết bị lạc trong ba đường đọa lạc. Con cháu hãy thường tưởng người thân mà thành tâm cầu siêu cho họ. Đây là điều phải làm, rất cần. Hãy chí thành chí kính mà làm. Đừng nên hỏi đi hỏi lại rằng có linh không, có thiên không, có ích gì không. Dù kết quả có được viên mãn hay không, thì chúng ta cũng không nên bỏ qua, vì đây là tâm hiếu kính. Nếu người thân được giảng sanh, thì ta cũng vì tâm hiếu kính mà làm cho trọn phận làm con cháu, đừng nên ngại ngùng. Tất cả những nghi tiết về tụng kinh niệm Phật để cầu siêu, các việc thiện, phóng sanh, chúng ta cũng nên làm và cố gắng làm với lòng chí thành chí kính để hồi hướng công đức cho họ. Sau đó, nhân ngày dỗ kỵ, ta vẫn nên tổ chức niệm Phật, tụng kinh, trai chay thanh tịnh để hồi hướng công đức và tưởng niệm người đã giảng sanh. Việc làm này rất tốt, rất có lợi. Tại sao vậy? Một là vì lòng kính thương hiếu nghĩa, hiếu dưỡng phụ mẫu là điều đầu tiên Phật dạy. Hiếu thuộc về xuất thế gian, dưỡng thuộc về thế gian pháp, phải chu tất khi người còn sống, cũng như lúc khuất bóng. Hai là nhờ vậy mà họ được dự phần cao phẩm hơn. Ba là hồi hướng cho một vị ở cõi cực lạc công đức sẽ lớn vô cùng. Nhờ công đức này mà sau này duyên phận giữa ta với họ càng sâu càng nặng, họ không thể không cứu ta. Bốn là nói giảng sanh là xét về sự tướng mà nói, chứ chính chúng ta chưa chứng đắc, chưa có đủ đạo nhãn, thì làm sao dám bảo đảm 100%. Vậy thì phận làm con cháu phải cẩn thận tối đa, phải thận trọng hành theo đúng lễ mới an tâm, mới tránh được những sơ suất, khỏi bị ân hận về sau. Thực tế, những việc làm này cho người quá cố thì ít, mà cho chính ta thì nhiều. Chính ta đều hưởng hầu hết công đức, còn người đã ra đi thì chỉ hưởng một phần mà thôi. Nếu tâm có thành cho mấy đi nữa, dù muốn đem công đức hồi hướng hết đi nữa, thì người được hồi hướng chỉ có thể nhận được 1/7 là cùng, còn tất cả chính ta hưởng hết. Nếu người được giảng sanh cực lạc, họ đã thành Bồ Tát, thành thanh tịnh đại hải chúng rồi. Tình thật mà nói, các ngài đâu cần chút công đức của ta. Ta có cúng dỗ, tưởng niệm, cầu siêu, lập bàn thờ cho họ hay không, không phải là điều quan trọng đối với họ, mà chính là rất quan trọng đối với chúng ta. Chính chúng ta rất cần công đức của họ, muốn được quả báo như họ. Muốn được vậy thì ta phải có lòng chí thành cúng dường công đức lên cho họ. Tại sao vậy? Thành tức linh. Lòng chân thành của chúng ta sẽ cảm ứng được sự gia trì của các ngài. Ta không có lòng thành, các ngài gia trì không được. Đây là sự thật. Tất cả đều do chính tâm của chúng ta tạo nên. Tâm chúng ta có cảm thì các ngài có ứng. Tâm chúng ta không cảm thì các ngài không ứng được. Tâm Phật tịch tịnh chỉ độ được người hữu duyên, không bao giờ phan duyên. Vì vậy, sự cảm ứng đạo giao phải do chính tâm của chúng ta khởi trước. Đây là ý nghĩa nhất thiết duy tâm tạo vậy. Chân thành cúng dường tức là cảm. Công đức cúng dường sẽ được hồi đáp lại cho chúng ta, tức là ứng. Ta cúng dường lên các ngài bằng công đức của một người phàm phu. Các ngài hồi đáp lại cho chúng ta bằng công đức của một vị Bồ Tát. Công đức của Bồ Tát sẽ lớn vô lượng vô biên. Nhờ sự hồi đáp này mà ta hưởng biết bao nhiêu phước lợi. Nhờ công đức này mà ta hóa giải được vô lượng tội chướng. Rõ ràng, vô tình chúng ta đang làm một cuộc trao đổi, một vốn tỷ lời. Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng. Trong kinh Phật nói,
thành tâm niệm một câu A Di Đà Phật, phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọn tội. Chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm cúng dường lên các ngài một câu Phật hiệu, thì các ngài liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ác nặng đến 80 ức kiếp nghiệp tội sâu nặng. Tội giảm thì phước tăng. Nhờ phước này, chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà giảng sanh Tây Phương. Chứ tự hỏi thử, thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta, làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây? Lòng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đã lớn, cúng dường một vị A-La-Hán, Bích Chi Phật, phước báu sẽ lớn hơn, hưởng cả trăm kiếp không hết. Cúng dường một vị Bồ Tát công đức sẽ vô lượng, cúng dường một vị Phật thì công đức này trở thành vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta vì tham công đức của họ mà mình cúng dường, mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng. Nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhân ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt, còn hàng ngày đều niệm Phật, tụng kinh, làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền tất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì, liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Bố thì ít, mà cho chính ta thì nhiều. Chính ta đều hưởng hầu hết công đức, còn người đã ra đi thì chỉ hưởng một phần mà thôi. Nếu tâm có thành cho mấy đi nữa, dù muốn đem công đức hồi hướng hết đi nữa, thì người được hồi hướng chỉ có thể nhận được một phần bảy là cùng, còn tất cả chính ta hưởng hết. Nếu người được giảng sanh cực lạc, họ đã thành Bồ Tát, thành thanh tịnh đại hải chúng rồi. Tình thật mà nói, các ngài đâu cần chút công đức của ta. Ta có cúng dỗ, tưởng niệm, cầu siêu, lập bàn thờ cho họ hay không, không phải là điều quan trọng đối với họ, mà chính là rất quan trọng đối với chúng ta. Chính chúng ta rất cần công đức của họ, muốn được quả báo như họ. Muốn được vậy thì ta phải có lòng chí thành cúng dường công đức lên cho họ. Tại sao vậy? Thành tức linh. Lòng chân thành của chúng ta sẽ cảm ứng được sự gia trì của các ngài. Ta không có lòng thành, các ngài gia trì không được. Đây là sự thật. Tất cả đều do chính tâm của chúng ta tạo nên. Tâm chúng ta có cảm thì các ngài có ứng. Tâm chúng ta không cảm thì các ngài không ứng được. Tâm Phật tịch tịnh, chỉ độ được người hữu duyên, không bao giờ phan duyên. Vì vậy, sự cảm ứng đạo giao phải do chính tâm của chúng ta khởi trước. Đây là ý nghĩa nhất thiết duy tâm tạo vậy. Chân thành cúng dường tức là cảm. Công đức cúng dường sẽ được hồi đáp lại cho chúng ta, tức là ứng. Ta cúng dường lên các ngài bằng công đức của một người phàm phu,
các ngài hồi đáp lại cho chúng ta bằng công đức của một vị Bồ Tát. Công đức của Bồ Tát sẽ lớn vô lượng vô biên. Nhờ sự hồi đáp này mà ta hưởng biết bao nhiêu phước lợi. Nhờ công đức này mà ta hóa giải được vô lượng tội chướng. Rõ ràng, vô tình chúng ta đang làm một cuộc trao đổi, một vốn tỷ lời. Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng. Trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm cúng dường lên các ngài một câu Phật hiệu, thì các ngài liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ách nặng đến 80 ức kiếp nghiệp tội sâu nặng. Tội giảm thì phước tăng. Nhờ phước này, chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà giảng sanh Tây Phương. Chứ tự hỏi thử, thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta, làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây? Lòng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đã lớn, cúng dường một vị A-la-hán, Bích Chi Phật, phước báu sẽ lớn hơn, hưởng cả trăm kiếp không hết. Cúng dường một vị Bồ Tát công đức sẽ vô lượng. Cúng dường một vị Phật thì công đức này trở thành vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta vì tham công đức của họ mà mình cúng dường, mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng. Nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhân ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt. Còn hàng ngày đều niệm Phật, tụng kinh, làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền tất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Là một cuộc trao đổi, một vốn tỷ lời. Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng. Trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm cúng dường lên các ngài một câu Phật hiệu, thì các ngài liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ách nặng đến 80 ức kiếp nghiệp tội sâu nặng. Tội giảm thì phước tăng. Nhờ phước này chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà giảng sanh Tây Phương. Chứ tự hỏi thử, thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta, làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây? Lòng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đã lớn, cúng dường một vị A-la-hán, Bích Chi Phật, phước báu sẽ lớn hơn, hưởng cả trăm kiếp không hết. Cúng dường một vị Bồ-Tát công đức sẽ vô lượng. Cúng dường một vị Phật thì công đức này trở thành vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta vì tham công đức của họ mà mình cúng dường, mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam
không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng, nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhân ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt, còn hàng ngày đều niệm Phật tụng kinh làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền tất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Mình cúng dường mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng, nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhân ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt, còn hàng ngày đều niệm Phật tụng kinh làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền tất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhân ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt, còn hàng ngày đều niệm Phật tụng kinh làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền tất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Giải được oán thù từ oán thân trái chủ.
hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Giảng sanh cực lạc. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Ngày 19 tháng 6 năm 2009. 2009. Chuyện các khoa học gia. Tác giả viết này là cư sĩ Từ Quang, cả nhà ông đều là những nhà khoa học lỗi lạc. Song thân ông là hai khoa học gia đồng cộng tác tại Viện Khoa học Trung Quốc. Sau khi tác giả nghiên cứu Phật giáo, xin cảm phục và phát tâm quy y Tam Bảo. Chính lòng hiếu thảo và tâm tánh ứng dụng Phật Pháp của ông đã cứu được mẹ ngay lúc một chân bà đã bước vào quỷ môn quan. Nhờ vậy mà cha mẹ ông hồi tâm đồng bước vào con đường tu học theo Phật. Câu chuyện này hoàn toàn có thật và rất đáng tin. Mời quý vị xem bài văn tự thuật của ông. Tháng 2 năm 1989, tôi quy y Phật tại chùa Ngọa Long ở Tây An với Đại sư Trí Chân. Năm 1991, tôi đến nhậm chức và giảng dạy tại một cao học nọ ở Bắc Kinh. Hơn 20 năm nay, tôi chuyên giảng dạy đào tạo người, vừa nghiên cứu khoa học, vừa tu hành. Tuy chưa đủ tinh tấn, nhưng trong sinh hoạt lẫn công tác đã hưởng được nhiều lợi ích thâm sâu. Trước đây, những chuyện học Phật chiêu cảm ứng vô biên toàn là tôi được nghe các pháp lữ kể. Nhưng sau này thì chính tôi đích thân trải qua, chuyện có thật này phát sinh ngay tại nhà tôi, kỳ lạ và huyền diệu không lường. Vì muốn báo ơn chư Phật, Bồ Tát, tôi xin đem việc này thuật lại, mong chư vị Phật tử tăng trưởng thêm lòng tin chân chánh kiên định. Đầu năm 2008, mẹ tôi bệnh tim và cao huyết áp nghiêm trọng. Chưa đầy nửa năm, đã 4 lần do tim đập mạnh, ngừng đột ngột mà bị hôn mê ngất xỉu. Có lần ba tôi ra chợ mua đồ, mới rời mẹ tôi ra đường, chừng khoảng nửa tiếng, thì khi về đã thấy bà té nằm trên đất, dập đầu chảy máu. Rồi sau đó, dù bà có tỉnh, nhưng không đủ sức bò dậy. Lúc tôi đưa mẹ đến các bệnh viện lớn điều trị, mẹ tôi không còn sức để đi. Bác sĩ khám thấy tim mẹ tôi đập nhanh, hay bị hồi hộp, hoảng loạn, mạch bị bể và nhảy bất thường. Bác sĩ bảo người già 85 tuổi mà mổ sẽ nguy hiểm rất lớn, nếu không suy kiệt đến cùng thì cố gắng không phẫu thuật, vì vậy chỉ có thể dùng thuốc để xoa dịu bệnh tình thôi. Đến năm 2009, mẹ tôi cứ cách 1-2 ngày là phát bệnh, cơ hồ suốt đêm không ngủ được. Bác sĩ cho thuốc trị tim và cao huyết áp, nhưng thấy điều vô hiệu. Thế nên tôi thật buồn khi nhìn cảnh mẹ tôi trị bệnh không hiệu quả. Những khi tiết trời thay đổi, bệnh bà càng trở nặng. Thậm chí, đài khí tượng mới dự báo khí lạnh vừa đến Tân Cương, thì mẹ tôi đã cảm thấy khó chịu rồi. Thân thể bà suy cực điểm, ban đêm tim thường ngừng đập và nhảy loạn xạ, gây cho bà cảm giác hồi hộp khủng hoảng. Thứ bảy cuối tháng năm 2009, tôi đến thôn Trung Quang thăm song thân. Cha tôi bảo khi trời mùa hạ oi bức nung nấu như thế này, e rằng mẹ con không qua khỏi, không thể ngồi đó nhìn mẹ chờ chết. Trong giây phút nguy cấp, tôi nghĩ đến Phật Pháp và muốn ngầm tạo công đức cho mẫu thân. Lúc đó tôi mới thuộc kinh Kim Cang. Tôi biết kinh Kim Cang vi diệu không thể nghĩ lường, nên quyết định tụng kinh Kim Cang hồi hướng công đức cho bà, cầu chư Phật Bồ Tát gia hộ bệnh mẹ tôi chuyển tốt. Thế là chủ nhật tôi bắt đầu tụng. Hàng ngày cứ 5 giờ sáng tôi thức dậy tụng một bộ kinh Kim Cang. Tụng rồi thì hồi hướng hai nguyện. Một, trước tiên là cầu cho quan gia trái chủ của mẫu thân. Học Phật hơn 20 năm, tôi biết những bệnh chữa trị vô hiệu đều thuộc về nghiệp chướng, nhất định là do quan gia trái chủ tìm đến đòi nợ, quấy nhiễu. Vì vậy, rất cần hồi hướng cho những quan gia trái chủ mà mắt phàm không nhìn thấy này. Nội dung hồi hướng đại khái như sau: tôi xin hồi hướng công đức tụng kinh Kim Cang này
cho tất cả quan gia trái chủ của bổn thân. Xin chư vị quan gia đừng hành hạ dày vò mẹ tôi nữa. Tôi biết các vị rất khổ, mẹ tôi cũng khổ, nhưng cứ quấy nhiễu như thế này sẽ khiến đôi bên lưỡng bại câu thương đều bị thiệt hại. Giờ đây tôi tụng kinh Kim Cang, xin hồi hướng công đức cho chư vị, cầu chư vị tiêu nghiệp chướng, có thể ly khổ đắc lạc, thác sinh vào cõi lành. Mong chư vị phát tâm quy y Tam Bảo, tin và nguyện niệm Phật, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. 2. Sau đó tôi hồi hướng cho mẫu thân như sau: nguyện mẹ con nghiệp chướng tiêu trừ, phúc huệ tăng trưởng, khang kiện trường thọ, phát tâm tin và nguyện niệm Phật, sau khi mãn báo thân này, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tôi tụng một tuần xong 7 bộ kinh Kim Cang. Bởi lúc tụng vào khoảng 5 giờ sáng, sợ làm ảnh hưởng giấc ngủ người thân, nên tôi chỉ tụng thầm. Lúc tụng văn hồi hướng cũng niệm thầm, trong tâm tưởng rõ ràng từng biến, chỉ là không đọc ra tiếng. Nhưng mà chuyện tụng kinh Kim Cang hồi hướng cho mẹ này, tôi tuyệt chẳng hé răng nói với mẹ hay bất kỳ ai biết. Sau một tuần, tôi đi Trung Quan thăm song thân. Khi tôi hỏi thăm bệnh tình của mẹ, phụ thân tôi tỏ vẻ hưng phấn nói: thật may mắn rằng cả tuần nay tim và huyết áp của mẹ tôi đều ổn, cho nên hàng ngày bà ngủ rất ngon, liên tục 7 ngày mà không phát bệnh. Đây là việc chưa từng có gần một năm nay. Nghe vậy, tôi khắp khởi mừng, thầm đoán rằng chuyện mình tụng kinh cho mẹ đã có tác dụng. Thế là tôi kể cho mọi người nghe sự tình, ai nghe xong cũng ngạc nhiên, đồng cho là vi diệu. Sau đó, mẹ tôi khai ra chuyện bà giấu giếm bấy lâu. Tôi nghe càng chấn động chữ. Mẹ tôi thố lộ rằng, trước đây bà sợ nói ra, cả nhà không ai thèm tin, nên đành im lặng. Số là gần một năm nay, tối nào bà cũng bị huyết áp tăng cao, tim mệt cực kỳ, ngủ không được. Hơn nữa, còn luôn nhìn thấy có người đi qua lại trong nhà. Mẹ tôi nhấn mạnh là bà không hề nằm bơ, vẫn hoàn toàn tỉnh táo, vậy mà luôn nhìn thấy đám người đó. Tôi hơi hoảng, hỏi liền: họ ra sao? Họ có đủ nam đủ nữ, tuổi tương đối lớn. Vậy hình dáng như thế nào? Đa số mẹ không nhìn rõ mặt. Không chỉ có vậy, vào nửa khuya mẹ còn nghe thấy tiếng phụ nữ khóc lóc. Có lần còn bị một ông to lớn cường tráng, tướng mạo hung dữ, nhào đến chụp cánh tay mẹ. Mẹ giằn lại thoát ra. Mẹ giải thích: bởi vì sợ thấy đám người này, nên mỗi tối ngủ mẹ đều không dám quay mặt ra ngoài. Nhưng dù có nằm quay vô vách, thì một lần nọ, trước mặt mẹ chưa đầy 30 cm, bỗng xuất hiện một kẻ vừa già vừa xấu, cực kỳ dơ bẩn hôi tanh, đến nỗi mẹ phải nôn thốc nôn tháo, ói mửa liên hồi, rồi kẻ quái dị đó mới biến mất. Trước năm 1949, mẹ tôi tốt nghiệp đại học. Hồi chưa nghỉ hưu, từng là nhân viên Viện Nghiên cứu Khoa học Cao cấp Trung Quốc. Bà làm việc tại thôn Trung Quang. Do bản thân là dân trí thức cấp cao, lại có bề dày công tác mấy mươi năm tại Viện Khoa học, bà đâu có bao giờ tiếp xúc với những gì được xếp loại là mê tín. Tất nhiên, chẳng thể nào chấp nhận được các hiện tượng bao gồm người và vật thuộc lĩnh vực này. Bà không bao giờ tin là có quỷ thần. Nhưng lần này, oái âm thay, chính bà là đích thân diện kiến quỷ khi còn đang sống, lại không phải do ảo giác mà thấy. Điều này khiến mẹ tôi dù không muốn cũng phải tin. Tôi hỏi: sao mẹ không nói sớm cho con biết? Mẹ không hiểu chuyện này rất nguy và đáng sợ hay sao? Điểm đáng sợ chính là khi đó một chân mẹ đã bước vào quỷ môn quan rồi. Tôi giải thích cho mẹ rõ: trong lục đạo thì nhân đạo, súc đạo và quỷ đạo, cả ba cõi này đồng sống trong một không gian. Cõi súc sinh chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng cõi quỷ thuộc âm tính. Vì vậy mà con người bình thường nhờ dương khí thịnh hơn, nên những chúng sinh cõi quỷ không cách chi tiếp cận được, bởi vậy mà ta không thấy họ. Thế nhưng các quan gia trái chủ đã qua đời, hiện đọa trong quỷ đạo luôn chật sẵn, đợi lúc con người bệnh nặng hoặc sắp chết, khí âm thịnh và dương suy thì chúng lập tức đến tiếp cận để đòi nợ, hành hạ, báo thù.
Vì vậy, ngay giây phút mẹ nhìn thấy chúng sinh cõi quỷ, tức là một chân đã bước vào quỷ môn quan rồi. Nếu mẹ chịu báo sớm cho con hay mọi điều, thì con có thể làm Phật sự để giải cứu cho mẹ sớm hơn. Mẹ nói, nhưng khoảng một tuần nay, mẹ không còn thấy quỷ nữa. Chính là bắt đầu, từ hôm tôi tụng kinh hồi hướng công đức cho mẹ và quan gia trái chủ của bà, thì ngay tối đó, chúng quỷ đã biến mất hết, suốt cả tuần không đến quấy rầy nữa. Tròn cả nửa năm sau, tôi một bề tụng kinh Kim Cang hồi hướng cho song thân, tụng khoảng 100 bộ. Kể từ Chủ nhật mùa hạ năm 2009 trở về sau, bệnh tim và chứng cao huyết áp của mẹ tôi đã chuyển tốt. Mỗi ngày uống thuốc một lần, lượng thuốc cũng giảm đi phân nửa, ít hơn bình thường. Song thân tôi thuộc giới trí thức, họ tốt nghiệp đại học trước năm 1949, cùng là nhà khoa học ưu tú, công tác tại viện khoa học cao cấp, nên thuyết phục họ tin Phật rất khó. Tôi học Phật đã hơn 20 năm, một bề tuyên dương Phật Pháp cho song thân hiểu, nhưng gia phụ một mực bán tín bán nghi, còn mẹ tôi thì dứt khoát không tin. Nhưng kể từ lúc tôi tụng kinh Kim Cang cầu cho mẹ, chưa được cảm ứng vi diệu, chính việc này đã khiến cho hai nhà khoa học gia cứng cỏi của tôi chấn động và cảm kích. Lần này thì hai vị hoàn toàn tâm phục khẩu phục, bắt đầu tin Phật giáo và phát tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Mẹ tôi năm nay 88 tuổi, hàng ngày, mỗi sáng tối, bà đều bỏ ra một tiếng đi tản bộ, vừa đi vừa niệm Phật, tinh thần và sức khỏe sung mãn. So với nửa năm trước, giống như là hai người khác nhau vậy. Gia phụ cũng 88 tuổi, hàng ngày, ông kinh hành niệm Phật hơn 2 tiếng. Tôi còn mua máy niệm Phật cho mở ở nhà suốt 24 giờ, hỗ trợ song thân, nhiếp tâm mạnh thêm. Chuyện cảm ứng của tôi, nếu nhận xét theo khoa học, vẫn hội đủ điều kiện để chứng minh. Rõ ràng là, suốt tuần lễ, tôi tụng kinh Kim Cang cầu cho mẹ, tôi không hề thổ lộ điều này cho song thân hoặc bất kỳ ai biết. Và ngay trong thời gian tụng kinh, tôi cũng hoàn toàn không hay biết gì về chuyện bí ẩn của mẹ. Vì vậy, khi mọi sự được hóa giải êm đẹp, chẳng thể kết luận bằng tất cả do tôi tự khỉ ám thị hoặc ảo giác tạo thành. Do vậy mà tôi hoàn toàn xác tín công đức kinh Kim Cang quả thực màu nhiệm không thể nghĩ lường. Lá thư độc giả. Kính sư cô, con xin báo một tin vui để sư cô mừng cho con, và cũng để sư cô phấn khởi khi biết công lao dịch thuật của sư cô đã giúp cho đời và giúp cho người vô cùng trọng đại. Chắc sư cô còn nhớ, hơn 2 năm trước, mắt trái của con đỏ và chảy nước mắt, nóng rát vô cùng. Bác sĩ nhãn khoa ở Mỹ đã tận lực chữa cho con mà không khỏi, còn 20% là mù hẳn. Sau khi đọc về thanh xà bạch xà trong câu chuyện Nước tràn Kim Sơn Tự, nơi sách Báo ứng hiện đời tập 3 của sư cô dịch, thì một niềm hy vọng lé lên. Thế là con trì kinh Địa Tạng và lại sám hối Lương Hoàng Xám khoảng 10 bộ, thì bệnh mắt bớt dần, rồi sau đó khỏi hẳn. Tới giờ, tính ra đã gần 3 tháng rồi. Con báo tin chậm là do phải chờ xem mình đã thật lành hẳn hay không. Đến giờ thì chắc chắn bệnh đã lành hoàn toàn rồi. Hiện tại thì con thấy đường rất rõ, dù lái xe ban đêm. Bác sĩ chữa mắt cho con cũng là một Phật tử thuần thành. Sau khi nghe con tâm sự, cô ta ôm chầm lấy con mừng rỡ, cả thầy thuốc và bệnh nhân đều rơi nước mắt. Một lần nữa, con xin tạ trọng ơn sư cô và kính chúc sư cô sức khỏe. NT, 25 tháng 10 năm 2014. Lời gửi dịch. Trên đây là lá thư của một nữ độc giả ở Mỹ, từng dạy cho các sinh viên Mỹ, nay đã về hưu. Tôi xin mạn phép đăng lên để độc giả có bằng chứng xác thực và tăng thêm niềm tin. Xin lỗi nữ độc giả này vì đã không hỏi ý cô mà đã tự tiện tải đăng. Vì lợi ích bao người, mong cô tha thứ cho. Dịch giả, ngày 25 tháng 12 năm 2014. Bắt người thân chịu thêm nghiệp. Hỏi: người Việt Nam của ta có phong tục là
khi đến ngày chết của thân quyến và tổ tiên thì làm giỗ để tưởng niệm. Nhưng họ lại tổ chức ăn uống nhậu nhẹt, có khi lại sát sanh nữa, cúng toàn đồ mặn cho người đã chết. Lúc người chết còn xin tiền thích ăn gì là họ lại làm những món đó để cúng. Theo chú thì họ làm như vậy có ích lợi gì chăng? Người đã chết có hưởng được không? Có phải vô tình đã gây thêm tội nghiệp cho người đã chết, mà có khi người chết đã đi đầu thai trong lục đạo rồi, mà cúng dỗ có còn liên quan gì đến họ nữa không chú? Vì họ đã đi đầu thai rồi mà. Cúng cho bà nội cháu thì cúng đồ chay, còn làm đồ mặn cho con cháu ăn, và có mời vài người lại nhậu nữa. Theo chú thì sao? Ba mẹ cháu làm như vậy có đúng không? Có ảnh hưởng gì đến vong linh bà nội cháu không? Theo chú, ngày giỗ nên làm gì để vừa có lợi ích cho người chết và người đang sống? Trả lời: thế gian thì việc này là chuyện thường, nhưng người hiểu Phật pháp thì nên cẩn thận làm đúng theo pháp mới tốt. Trong khuyên người niệm Phật tập 1 có bàn về vấn đề cúng dỗ, xin xem qua để biết thêm. Việc cúng dỗ có ảnh hưởng khá lớn đến vong linh người chết. Nếu lợi dụng ngày dỗ kỵ của người quá cố mà làm tiệc linh đình, giết hại sanh vật để thết đãi, sẽ tạo thêm tội cho vong linh. Trong tội sát sanh, kinh Phật có nói: tự mình giết vì mình mà con vật bị chết, thấy người ta giết mà mình vui mừng, đều có liên quan đến tội này. Vì thế, chọn những ngày dỗ kỵ mà sát sanh hại vật thì vong linh ấy cũng liên can chịu tội. Nếu người chết còn bị kẹt vào chỗ nào đó chưa được đầu thai, thì mỗi lần con cháu giết hại sanh vật để cúng tế thì họ lại bị thêm tội. Vì nghiệp mà họ đang chịu trả báo nay bị con cháu gửi thêm nghiệp nữa, nghiệp sau chồng nghiệp trước, biết chừng nào trả cho xong, thật tội nghiệp cho họ. Người chết lúc sanh tiền thích sát sanh hại vật để ăn, đây là vì tham ăn mà tạo nghiệp ác. Chính vì tội sát sanh hại vật mà họ đang chịu nạn. Khi bị nạn rồi, họ đã biết nguyên nhân tại sao, họ rất ân hận. Nhưng đã quá muộn màng, họ đang rất tha thiết và âm thầm cầu xin con cháu thương họ mà tìm phương giải nạn cho họ. Nếu con cháu biết được đạo lý này thì nên làm lành. Những ngày cúng dỗ đều tổ chức niệm Phật tụng kinh, phóng sanh lợi vật để hồi hướng công đức. Ơn nghĩa này đối với họ lớn lao và quý hóa biết chừng nào. Nếu họ đã đầu thai rồi mà con cháu vẫn cứ giết hại chúng sanh để hồi hướng cho họ, thì họ vẫn bị ảnh hưởng chứ làm sao tránh khỏi. Ví dụ như một người chết đầu thai làm chó chẳng hạn, đây là vì ngu muội mà sanh vào loài súc sanh. Con chó vì thương con cháu trong gia đình nên sẽ trở lại trong nhà để phục vụ cho con cháu. Nếu người thân nhân biết làm thiện hồi hướng cho người đó, cầu cho họ dù đang ở trong cảnh giới nào cũng nương theo công đức này sớm tỉnh ngộ tu hành niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nhờ lòng thành mà được cảm ứng thì con chó đó có thể được hóa kiếp hay siêu thoát. Chứ con cháu không chịu làm thiện mà còn sát hại sanh vật đem cúng cho tấm hình đời trước của nó, rồi liệm xương cho nó ăn nữa, trớ trêu không? Thậm chí nhân ngày giỗ của chính nó trong đời trước, con cái lại bắt con chó đó làm thịt để nhậu nhẹt. Hãy nghĩ thử, oán nạn này sẽ dẫn tới đâu? Thân nhân đã biến thành oan gia trái chủ, tình thương đã biến thành hận thù, hận thù đời đời kiếp kiếp, biết bao giờ mới giải tỏa đây? Vấn đề dỗ chay đãi mặn thì chẳng khác gì. Vì thật sự tiếng là dỗ chay, chứ dạy đĩa xào để trên bàn thờ, so với tràn ngập thịt cá trong bàn tiệc, thì mấy món xào trên bàn thờ chỉ là hình thức giả tạm, làm sao che lấp được sự thịt ê hề say sưa túy lưới. Hình thức trống rỗng, tâm ý giả tạo,
có cảm thông được gì, bắt người ta cắt cổ mổ ruột để nhậu trong ngày giỗ mà gọi là giỗ chay, thật là trớ trêu ngang ngạnh. Càng giả tạo, càng làm cho các oan hồn của những chúng sanh bị giết hại càng thêm hung hãn, càng thêm căm thù. Thù chất thêm thù, oán thù càng ngày càng khốc liệt. Trong bộ sách khuyên người niệm Phật, Diệu Âm cho đây là hành động trả hiếu quá kỳ quái của người thế gian. Ông bà đã dụng tu bị quả báo quá đau khổ, vì sát sanh hại vật nên họ chịu đủ mọi cực hình đau khổ trong tam đồ ác đạo để trả nghiệp. Con cháu không tìm cách gỡ nạn cho ông bà mà cứ chờ đến những ngày giỗ kỵ, đem máu thịt nhét vào mồm của ông bà để ông bà bị kết thêm tội sát sanh mới. Làm như vậy có khác gì ông bà bị nạn đang tìm cách ngoi lên thoát nạn, vừa mới ngóc lên một chút thì bị con cháu nện lên đầu một đạp cho chìm xuống lại trong cảnh đọa lạc. Trả hiếu gì mà kỳ vậy? Vậy thì người biết tu hành, những ngày giỗ kỵ ông bà nên làm chay thanh tịnh mới tốt. Tụng kinh niệm Phật hồi hướng công đức cho vong linh, cầu xin vong linh sớm siêu sanh tịnh độ. Nên giảm chế các hình thức ăn nhậu say sưa, tuyệt đối đừng sát hại sanh vật, đừng nên lợi dụng ngày chết của ông bà cha mẹ mà giết hại sanh vật làm đám tiệc lên đình để trả ơn nghĩa thế gian. Nếu sơ ý, vừa tội nghiệp cho ông bà, vừa kết thêm nghiệp chướng cho chính mình, nhân quả này không dễ gì trả được đâu. Không những vậy, như ngày giỗ kỵ này, con cháu nên ăn chay, phóng sanh, làm các việc thiện để hồi hướng công đức, cầu cho vong linh được tiêu nghiệp tăng phước. Chỉ cần nhang đèn, hoa quả với vài món tinh khiết để tỏ lòng thành kính. Nếu nhà nghèo quá thì chén nước lạnh trong sạch với hoa quả, một nén hương là đủ để thiết lễ tưởng niệm rồi. Cần chi đến hình thức linh đình mà bị khó khăn. Mời đồng tu đến tụng kinh niệm Phật, hồi hướng công đức là tốt nhất, tiện nhất, đúng pháp nhất. Nên thành tâm khai thị, khẩn cầu vong linh sớm hồi đầu quy y Tam Bảo, niệm Phật cầu sanh cực lạc thì càng hay càng chánh pháp. Ngày giỗ kỵ mà làm được các điều thiện này thì được nhiều chư thiện thần ủng hộ gia trì. Nếu cứ sát sanh hại vật, làm việc sai với đạo pháp thì các vị thiện thần sẽ lánh xa. Đây là điều không tốt cho gia đình trong tương lai vậy. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 5 tháng 6 năm 2009. Âm thanh lạ. Hỏi: A Di Đà Phật, thầy Tịnh Không dạy rằng trong tu tập, nếu ta chứng đắc được điều gì không nên đem ra khoe. Có cô Diệu Ngộ khoe hết chuyện này đến chuyện kia. Con vô phước bắt đầu niệm Phật từ khi mượn sách đó từ thư viện. Chắc chắn lời khoe của cô ta làm cho con sai lầm. Kể từ lúc nghe tiếng niệm Phật trong đầu thì lại kèm theo tiếng trời mưa rất lớn. Nhiều lúc con bị sống trong sợ hãi bởi vì cái chứng lạ này. Hôm nay con cảm thấy rất rõ, nó chính là ma chướng trên đường tu tập quá non kém của con. Xin giúp con. A Di Đà Phật. Diệu Hưng trả lời: Người đã chứng đắc thì đã thấy rõ chân tâm tự tánh. Chân tâm tự tánh là chính cái bản giác của mình, thanh tịnh tịch diệt. Đã thanh tịnh tịch diệt rồi thì còn gì để hồ hởi nữa mà đi khoe ra ngoài. Ngài Tịnh Không nói, một khi khoe ra thì định lực tan biến hết. Tan biến hết tức là không có định lực. Không có định lực thì chứng đắc chỗ nào? Vì thế, Diệu Hưng hãy giữ lòng khiêm nhường tu tập, cố gắng nghe theo lời tổ, lời chỉ dạy của chư hòa thượng cao tăng đại đức mà tu tập mới an lòng, trở nên hiếu kỳ mới tốt vậy. Tất cả đều do tâm mình tạo ra, hỗn loạn cũng do tâm, vui vẻ cũng do tâm, buồn bã cũng do tâm, yên tĩnh cũng do tâm, ồn ào cũng do tâm. Này Diệu Hưng thường nghe tiếng này tiếng nọ cũng do tâm. Vậy thì lấy tâm mà điều phục.
Một là tâm đang lo sợ thì đừng lo sợ nữa. Một lần lo sợ thì có thể niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát có đại nguyện cứu khổ cứu nạn. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói: Nhự hữu cấp nạn khủng bố, đảng tự quy mạng Quán Thế Âm Bồ Tát, vô bất đắc khả thoát giả. Nghĩa là nếu ai có nạn tai khủng hoảng lo sợ, thành tâm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì Ngài đến cứu cho, không có nạn nào là không hết. Hàng ngày ngoài thời niệm Phật nên phát tâm niệm thêm Bồ Tát, tin tưởng vững vàng như vậy thì tự nhiên hết bệnh. Khi hết bệnh rồi thì nhớ niệm Phật tu hành nhé. Khi tu hành phải nhớ rõ rằng mình còn nghiệp chướng sâu nặng, nhiều đời nhiều kiếp mê muội làm chuyện sai lầm, oan gia trái chủ nhiều lắm, thì đời này dù có niệm Phật được là nhờ thiện căn phước đức nào đó đưa đến. Đây là cơ duyên mình được Phật lực gia trì mà đới nghiệp giảng sanh, chứ không phải niệm vài hôm là được chứng đắc đâu nhé. Chớ nên tự cao ỷ lại, chớ nên vỗ ngực cho là chứng đắc nữa nghe. Mỗi khi niệm Phật tu hành, ngay cả lúc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát nữa, đều phải hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ. Luôn luôn phải có lòng thành sám hối nghiệp chướng của mình, không được cống cao ngã mạn, không được cạnh tranh ganh tị, không nên nói người này xấu, người kia hư, đừng nên nóng giận kình cãi với ai. Tất cả nên bỏ qua hết, vui vẻ, thoải mái thì tự nhiên hết bệnh. Đó cũng chính là tu hành vậy. Đừng nên sát sanh hại vật, dù là muỗi, ruồi, kiến cũng không được giết chúng nhé. Phải có tâm từ bi rộng lớn như vậy mới được. Sám hối là không làm lỗi lầm nữa. Ngày ngày niệm Phật để hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, cầu giải tỏa tất cả oán thù. Cứ hồi hướng mãi để giải lần chướng nạn. Cụ thể, đang nghe âm thanh gì đó, chưa chắc là xấu, cũng chưa chắc là tốt. Xin giữ lòng bình tĩnh, không mừng, không sợ. Mừng cũng không tốt, mà sợ cũng không hay. Nếu đang niệm Phật thì cứ niệm Phật. Lắng nghe tiếng niệm Phật của chính mình. Còn tất cả các hiện tượng khác, đừng để ý tới, hãy kệ nó đi. Chỉ biết rằng, khi mình niệm Phật thì có chư Bồ Tát gia trì, có chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ, mình sẽ an toàn không có gì e ngại. Phải tin tưởng vững chắc như vậy. Chúc an vui. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 8 tháng 6 năm 2009. Sợ ma. Hỏi: A Di Đà Phật, minh quang của một câu hỏi, xin chú Diệu Âm hoan hỷ cho. Nếu một người bị yếu bóng vía và thường sợ ma, thì có nên để họ tham gia vào cuộc hộ niệm cho người sắp lâm chung không? Xin cảm ơn chú. Trả lời: yếu bóng vía hay sợ ma thì nên niệm Phật nhiều. Niệm Phật thật thành tâm. Mỗi câu niệm Phật thành tâm thì có 25 vị Bồ Tát gia trì. Có Bồ Tát gia trì thì còn ma nào dám chọc nữa mà sợ. Thiếu niềm tin vào Phật Pháp mới sợ ma, không hiểu Phật Pháp mới sợ ma, thường làm việc ma mới gặp ma, tâm ma mới gặp ma. Tục ngữ thế gian có câu: ma bắt coi mặt người ta, mặt ai mét mét thì ma bắt hoài. Vậy thì đừng sợ bậy bạ nữa nhé. Vì thật ra chính mình là một con ma rất lớn, lớn hơn những con ma khác mà không hay. Chính mình là ma mà là sợ ma, vô tình cứ đi dọa ma người khác, thành ra con ma mình làm con ma người bất an. Rốt cuộc ai cũng phải sợ mình. Sợ mình thì lìa xa mình, vô hình trung, chính mình tách ly đại chúng, sống âm thầm neo đơn trong cảnh ma. Tâm sợ ma thì tâm luôn nghĩ đến ma, tâm luôn nghĩ tới ma thì ma cứ hiện mãi trong tâm. Ma hiện mãi trong tâm thì tâm thấy ma hàng ngày. Tâm thấy ma hàng ngày tức là hàng ngày đang sống với cảnh ma. Sống với cảnh ma thì dễ thành ma. Thân là người mà tâm là ma thì làm sao có ngày giải thoát. Đây chính là tự mình trói buộc mình đó. Tự mình tạo tất cả cảnh giới xấu cho chính mình.
tâm chấp vào đâu sẽ đi về cảnh giới đó. Do đó, nếu cứ nghĩ về ma, thì sau khi chết dễ đi về đường ma. Thế gian gọi là sống làm người, chết làm ma, thật oan uổng vô cùng. Tất cả đều tại chính ta muốn vậy. Làm ma khổ lắm, sướng ích gì đâu mà chạy theo con đường đó. Một người nào đó còn sợ ma thì mời đi hộ niệm làm chi? Chờ khi nào hiểu đạo rồi mới đi hộ niệm cũng chưa muộn vậy. Hiểu đạo là sao? Là người thành tâm niệm Phật, ngày ngày nghĩ Phật, giờ giờ tưởng Phật, quyết định tương lai sanh về nước Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói: ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tức định kiến Phật. Nghĩa là người luôn luôn nhớ đến Phật, luôn luôn niệm Phật. Được vậy, nếu không bây giờ thì cũng tương lai chắc chắn sẽ gặp Phật. Gặp Phật có nghĩa là thành Phật, chứ không phải là mong tâm cầu thấy này thấy nọ đâu nhé. Tại sao lại gặp ma? Vì không hiểu pháp Phật, vì không làm theo lời Phật dạy, mà lại làm ngược lại kinh Phật. Phật dạy ức Phật niệm Phật thì gặp Phật, còn mình lại ức ma niệm ma thì tương lai nhất định gặp ma. Gặp Phật hay gặp ma đều do chính mình tưởng tới, nhớ tới, niệm tới. Tất cả đều do chính tâm mình tạo ra cả. Như vậy, gặp Phật hay gặp ma đều do chính mình muốn, chứ có ai tạo ra cảnh tượng này đâu. Gặp Phật chắc chắn phải hay hơn là gặp ma chứ. Hiểu được đạo lý này thì xin thành tâm khuyên người nào sợ ma đó hãy mau mau từ bỏ ý niệm này. Bỏ đi là hết, tất cả đều được giải quyết. Nhìn xác người chết mình sợ ma vì mình đang nghĩ đến người đó có linh hồn, linh hồn không còn trong cái xác nữa thì thành ma. Xin hỏi, khi nhìn một cái xác chết của con heo, tại sao mình không sợ? Có lẽ mình cho rằng con heo không có linh hồn chăng? Quá sai lầm. Phật dạy tất cả mọi sanh vật đều có tánh linh. Tánh linh này là Phật, tánh linh bình đẳng với thánh không ngộ, với phàm không mê, với người không hơn, với vật không kém. Tánh linh vẫn là vậy, mê hay ngộ, hơn hay kém, đều do chính chúng sanh tạo lấy mà thôi. Người thế gian mê muội nên hạ cấp tánh linh này xuống thành linh hồn, vong hồn, du hồn hoặc thành ma. Khi mê, thấy chúng sanh giống như ma, sợ sệt. Ngộ rồi, thấy chúng sanh đều là Phật, cung kính. Rõ ràng, Phật hay ma đều do tự tâm, kính hay sợ cũng do chính tâm của mình tạo ra. Ví dụ cụ thể, một người không biết đường tu, ngu muội tham chấp vào gia tài, điền sản, quyến luyến, nhà cửa. Khi chết, dễ dàng đầu thai thành loài bàn xanh như con heo trong chuồng. Thân là heo, mà linh hồn của con heo đó trước đây lại chính là người chủ trong gia đình đó. Khi còn là người thì được cung kính, nể gì. Khi làm heo rồi thì bị khinh bỉ, hất hủi. Người sợ ma không dám nhìn xác người, mà lại vui vẻ nhìn xác heo chết. Không ngờ xác heo và xác người tuy hai mà một. Người ngồi gần người chết thì sợ mùi tử khí, mà lại mạnh dạn bánh xác con heo, lóc xương cắt mỡ, tìm miếng thịt nạc. Bên xác người chết thì được thành kính, tụng kinh, niệm Phật, thắp hương, đốt trầm, mà lại sợ. Trong khi mổ xẻ xác heo thì phần tiểu khai thối, máu thịt tanh hôi, mà nhiều người lại thấy thơm. Đâu là ma, đâu là Phật đây? Chúng ta đâu có biết rằng, trong lúc banh thay con heo ra tìm miếng thịt nạc, thì có một linh hồn đang nhìn mình chăm chăm, đang căm hờn tột độ, đang nguyền sủa thậm tệ, và chúng thề quyết sẽ trả mối thù sát mạng phân thay này. Cách biệt giữa ma và Phật chỉ có mê và ngộ. Người chưa muốn giảng sanh thành Phật thì chưa ngộ. Người cứ nghĩ tới ma vì đang mê, mê làm ma, ngộ làm Phật. Ngộ ra đạo lý này thì thấy chính mình là một vị Phật. Một vị Phật thì an nhiên, thanh tịnh,
sống thì niệm Phật, khi xả bỏ báo thân thì về Tây Phương gặp Phật A-di-đà, thành Phật, tận hưởng an vui cực lạc, giải thoát, sống chết tự tại. Còn gì nữa mà lo? Không chịu ngộ ra đạo lý này thì mê muội cứ tiếp tục mê muội. Mê muội thì sống mà tâm thần bất tịnh, không an, sợ ma. Khi chết thì tâm hồn hoảng hốt, kinh hãi, không còn sáng suốt, mù mù, mịt mịt, bị ma dẫn theo cảnh ma, để thành ma, đời đời kiếp kiếp lang thang khổ cực, làm sao được vui đây? Hãy mau mau ngộ đi, sống thì niệm Phật hộ niệm cứu độ chúng sanh, chết thì liền báo thân đi, giảng sanh về tịnh độ một đời cực lạc, sung sướng thành tựu đạo quả, vui quá! A-di-đà Phật, Diệu Âm, ngày 14 tháng 6, năm 2009. Cúng dỗ người giảng sanh. Hỏi: A-di-đà Phật, Minh Châu gửi lời vấn an sức khỏe cư sĩ Diệu Âm. Minh Châu hơi thắc mắc là khi những người đã được giảng sanh thì mình chỉ cần tưởng nhớ tới người thân mình, nên mình cầu siêu và phóng sanh cho thân nhân trong vòng 49 hoặc 100 ngày. Rồi sau đó, mình có cần thiết phải cầu siêu cho họ nữa không? Và có cần lập bàn thờ để làm dỗ cho thân nhân mỗi năm không? Vì người được giảng sanh đã theo từ phụ A-di-đà rồi. Xin cư sĩ giải thích cho Minh Châu được hiểu thêm. Cảm ơn cư sĩ nhiều. Triệu Kim Ngọc, Minh Châu. Trả lời: chúng ta, người Phật tử thường tới chùa dâng hương, hoa quả cúng Phật. Phật đâu dùng những thứ đó, vậy mà mình vẫn cúng. Mình thành tâm lễ Phật, lạy Phật, niệm Phật. Phật đâu cần những chuyện này, nhưng ta vẫn làm. Cầu siêu 49 ngày, 100 ngày, phóng sanh, làm các việc lành hồi hướng cho người xa đi. Đây là sự tự nguyện của người còn sống. Việc làm này thể hiện lòng hiếu nghĩa của con cháu đối với ông bà cha mẹ đã xa đi, thể hiện tâm thương kính trước sau như một. Con cháu có nghĩa, có hiếu thì nên thành tâm làm. Nếu quên tình quên nghĩa, thì có luật lệ nào phạt tội mình? Tất cả đều do tâm của con cháu có thành kính hay không. Nếu người thân bị chết, nghĩa là không được giảng sanh cực lạc, chắc chắn họ bị kẹt trong sáu nẻo luân hồi. Tệ hơn nữa, hầu hết bị lạc trong ba đường đọa lạc. Con cháu hãy thường tưởng người thân mà thành tâm cầu siêu cho họ. Đây là điều phải làm, rất cần. Hãy chí thành chí kính mà làm. Đừng nên hỏi đi hỏi lại rằng có linh không, có thiên không, có ích gì không. Dù kết quả có được viên mãn hay không, thì chúng ta cũng không nên bỏ qua, vì đây là tâm hiếu kính. Nếu người thân được giảng sanh, thì ta cũng vì tâm hiếu kính mà làm cho trọn phận làm con cháu, đừng nên ngại ngùng. Tất cả những nghi tiết về tụng kinh niệm Phật để cầu siêu, các việc thiện phóng sanh, chúng ta cũng nên làm và cố gắng làm với lòng chí thành chí kính để hồi hướng công đức cho họ. Sau đó, nhân ngày dỗ kỵ, ta vẫn nên tổ chức niệm Phật, tụng kinh, trai chay thanh tịnh để hồi hướng công đức và tưởng niệm người đã giảng sanh. Việc làm này rất tốt, rất có lợi. Tại sao vậy? Một là vì lòng kính thương hiếu nghĩa. Hiếu dưỡng phụ mẫu là điều đầu tiên Phật dạy. Hiếu thuộc về xuất thế gian, dưỡng thuộc về thế gian pháp, phải chu tất khi người còn sống, cũng như lúc khuất bóng. Hai là nhờ vậy mà họ được dự phần cao phẩm hơn. Ba là hồi hướng cho một vị ở cõi cực lạc công đức sẽ lớn vô cùng. Nhờ công đức này mà sau này duyên phận giữa ta với họ càng sâu càng nặng, họ không thể không cứu ta. Bốn là nói giảng sanh là xét về sự tướng mà nói, chứ chính chúng ta chưa chứng đắc,
chưa có đủ đạo nhãn thì làm sao dám bảo đảm 100%. Vậy thì phận làm con cháu phải cẩn thận tối đa, phải thận trọng hành theo đúng lễ mới an tâm, mới tránh được những sơ suất, khỏi bị ân hận về sau. Thực tế, những việc làm này cho người quá cố thì ít, mà cho chính ta thì nhiều. Chính ta đều hưởng hầu hết công đức, còn người đã ra đi thì chỉ hưởng một phần mà thôi. Nếu tâm có thành cho mấy đi nữa, dù muốn đem công đức hồi hướng hết đi nữa, thì người được hồi hướng chỉ có thể nhận được 1/7 là cùng, còn tất cả chính ta hưởng hết. Nếu người được giảng sanh cực lạc, họ đã thành Bồ Tát, thành thanh tịnh đại hải chúng rồi. Tình thật mà nói, các ngài đâu cần chút công đức của ta. Ta có cúng dỗ, tưởng niệm, cầu siêu, lập bàn thờ cho họ hay không, không phải là điều quan trọng đối với họ, mà chính là rất quan trọng đối với chúng ta. Chính chúng ta rất cần công đức của họ, muốn được quả báo như họ. Muốn được vậy thì ta phải có lòng chí thành cúng dường công đức lên cho họ. Tại sao vậy? Thành tức linh. Lòng chân thành của chúng ta sẽ cảm ứng được sự gia trì của các ngài. Ta không có lòng thành, các ngài gia trì không được. Đây là sự thật. Tất cả đều do chính tâm của chúng ta tạo nên. Tâm chúng ta có cảm thì các ngài có ứng. Tâm chúng ta không cảm thì các ngài không ứng được. Tâm Phật tịch tịnh chỉ độ được người hữu duyên, không bao giờ phan duyên. Vì vậy, sự cảm ứng đạo giao phải do chính tâm của chúng ta khởi trước. Đây là ý nghĩa nhất thiết duy tâm tạo vậy. Chân thành cúng dường tức là cảm. Công đức cúng dường sẽ được hồi đáp lại cho chúng ta, tức là ứng. Ta cúng dường lên các ngài bằng công đức của một người phàm phu. Các ngài hồi đáp lại cho chúng ta bằng công đức của một vị Bồ Tát. Công đức của Bồ Tát sẽ lớn vô lượng vô biên. Nhờ sự hồi đáp này mà ta hưởng biết bao nhiêu phước lợi. Nhờ công đức này mà ta hóa giải được vô lượng tội chướng. Rõ ràng, vô tình chúng ta đang làm một cuộc trao đổi, một vốn tỷ lời. Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng. Trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm cúng dường lên các ngài một câu Phật hiệu, thì các ngài liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ách nặng đến 80 ức kiếp nghiệp tội sâu nặng. Tội giảm thì phước tăng. Nhờ phước này, chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà giảng sanh Tây Phương. Chứ tự hỏi thử, thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta, làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây? Lòng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đã lớn, cúng dường một vị A-la-hán, Bích Chi Phật, phước báu sẽ lớn hơn, hưởng cả trăm kiếp không hết. Cúng dường một vị Bồ Tát công đức sẽ vô lượng. Cúng dường một vị Phật thì công đức này trở thành vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta vì tham công đức của họ mà mình cúng dường, mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng.
nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhân ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt. Còn hàng ngày đều niệm Phật, tụng kinh, làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền tất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì, liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Niệm Phật nhiều, niệm Phật thật thành tâm. Mỗi câu niệm Phật thành tâm thì có 25 vị Bồ Tát gia trì. Có Bồ Tát gia trì thì còn ma nào dám chọc nữa mà sợ. Thiếu niềm tin vào Phật Pháp mới sợ ma, không hiểu Phật Pháp mới sợ ma. Thường làm việc ma mới gặp ma, tâm ma mới gặp ma. Tục ngữ thế gian có câu: ma bắt coi mặt người ta, mặt ai mét mét thì ma bắt hoài. Vậy thì đừng sợ bậy bạ nữa nhé. Vì thật ra chính mình là một con ma rất lớn, lớn hơn những con ma khác mà không hay. Chính mình là ma mà lại sợ ma, vô tình cứ đi dọa ma người khác, thành ra con ma mình làm con ma người bất an. Rốt cuộc ai cũng phải sợ mình. Sợ mình thì lìa xa mình, vô hình trung chính mình tách ly đại chúng, sống âm thầm neo đơn trong cảnh ma. Tâm sợ ma thì tâm luôn nghĩ đến ma, tâm luôn nghĩ tới ma thì ma cứ hiện mãi trong tâm. Ma hiện mãi trong tâm thì tâm thấy ma hàng ngày. Tâm thấy ma hàng ngày tức là hàng ngày đang sống với cảnh ma. Sống với cảnh ma thì dễ thành ma. Thân là người mà tâm là ma thì làm sao có ngày giải thoát. Đây chính là tự mình trói buộc mình đó. Tự mình tạo tất cả cảnh giới xấu cho chính mình. Tâm chấp vào đâu sẽ đi về cảnh giới đó. Do đó nếu cứ nghĩ về ma thì sau khi chết dễ đi về đường ma. Thế gian gọi là sống làm người, chết làm ma, thật oan uổng vô cùng. Tất cả đều tại chính ta muốn vậy. Làm ma khổ lắm, sướng ích gì đâu mà chạy theo con đường đó. Một người nào đó còn sợ ma thì mời đi hộ niệm làm chi? Chờ khi nào hiểu đạo rồi mới đi hộ niệm cũng chưa muộn vậy. Hiểu đạo là sao? Là người thành tâm niệm Phật, ngày ngày nghĩ Phật, giờ giờ tưởng Phật, quyết định tương lai sanh về nước Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói: ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tức định kiến Phật. Nghĩa là người luôn luôn nhớ đến Phật, luôn luôn niệm Phật. Được vậy, nếu không bây giờ thì cũng tương lai chắc chắn sẽ gặp Phật. Gặp Phật có nghĩa là thành Phật, chứ không phải là mong tâm cầu thấy này thấy nọ đâu nhé. Tại sao lại gặp ma? Vì không hiểu pháp Phật, vì không làm theo lời Phật dạy mà lại làm ngược lại kinh Phật. Phật dạy ức Phật niệm Phật thì gặp Phật, còn mình lại ức ma niệm ma thì tương lai nhất định gặp ma. Gặp Phật hay gặp ma đều do chính mình tưởng tới, nhớ tới, niệm tới. Tất cả đều do chính tâm mình tạo ra cả. Như vậy, gặp Phật hay gặp ma đều do chính mình muốn, chứ có ai tạo ra cảnh tượng này đâu. Gặp Phật chắc chắn phải hay hơn là gặp ma chứ. Hiểu được đạo lý này thì xin thành tâm khuyên người nào sợ ma đó hãy mau mau từ bỏ ý niệm này. Bỏ đi là hết, tất cả đều được giải quyết. Nhìn xác người chết mình sợ ma vì mình đang nghĩ đến người đó có linh hồn, linh hồn không còn trong cái xác nữa thì thành ma. Xin hỏi, khi nhìn một cái xác chết của con heo, tại sao mình không sợ? Có lẽ mình cho rằng con heo không có linh hồn chăng? Quá sai lầm. Phật dạy,
Tất cả mọi sanh vật đều có tánh linh. Tánh linh này là Phật, tánh linh bình đẳng với thánh không ngộ, với phàm không mê, với người không hơn, với vật không kém. Tánh linh vẫn là vậy, mê hay ngộ, hơn hay kém, đều do chính chúng sanh tạo lấy mà thôi. Người thế gian mê muội nên hạ cấp tánh linh này xuống thành linh hồn, vong hồn, du hồn hoặc thành ma. Khi mê, thấy chúng sanh giống như ma, sợ sệt. Ngộ rồi, thấy chúng sanh đều là Phật, cung kính. Rõ ràng, Phật hay ma đều do tự tâm, kính hay sợ cũng do chính tâm của mình tạo ra. Ví dụ cụ thể, một người không biết đường tu, ngu muội tham chấp vào gia tài, điền sản, quyến luyến, nhà cửa. Khi chết, dễ dàng đầu thai thành loài bàn xanh như con heo trong chuồng. Thân là heo, mà linh hồn của con heo đó trước đây lại chính là người chủ trong gia đình đó. Khi còn là người thì được cung kính, nể gì. Khi làm heo rồi thì bị khinh bỉ, hất hủi. Người sợ ma không dám nhìn xác người, mà lại vui vẻ nhìn xác heo chết. Không ngờ xác heo và xác người tuy hai mà một. Người ngồi gần người chết thì sợ mùi tử khí, mà lại mạnh dạn banh xác con heo, lóc xương cắt mỡ, tìm miếng thịt nạc. Bên xác người chết thì được thành kính, tụng kinh, niệm Phật, thắp hương, đốt trầm, mà lại sợ. Trong khi mổ xẻ xác heo thì phần tiểu khai thối, máu thịt tanh hôi, mà nhiều người lại thấy thơm. Đâu là ma, đâu là Phật đây? Chúng ta đâu có biết rằng, trong lúc banh thay con heo ra tìm miếng thịt nạc, thì có một linh hồn đang nhìn mình chăm chăm, đang căm hờn tột độ, đang nguyền sủa thậm tệ, và chúng thề quyết sẽ trả mối thù sát mạng phân thay này. Cách biệt giữa ma và Phật chỉ có mê và ngộ. Người chưa muốn giảng sanh thành Phật thì chưa ngộ. Người cứ nghĩ tới ma vì đang mê, mê làm ma, ngộ làm Phật. Ngộ ra đạo lý này thì thấy chính mình là một vị Phật. Một vị Phật thì an nhiên, thanh tịnh, sống thì niệm Phật, khi xả bỏ báo thân thì về Tây Phương gặp Phật A-di-đà, thành Phật, tận hưởng an vui cực lạc, giải thoát, sống chết tự tại. Còn gì nữa mà lo? Không chịu ngộ ra đạo lý này thì mê muội cứ tiếp tục mê muội. Mê muội thì sống mà tâm thần bất tịnh, không an, sợ ma. Khi chết thì tâm hồn hoảng hốt, kinh hãi, không còn sáng suốt, mù mù, mịt mịt, bị ma dẫn theo cảnh ma, để thành ma, đời đời kiếp kiếp lang thang khổ cực, làm sao được vui đây? Hãy mau mau ngộ đi, sống thì niệm Phật hộ niệm cứu độ chúng sanh, chết thì liền báo thân đi, giảng sanh về tịnh độ một đời cực lạc, sung sướng thành tựu đạo quả, vui quá. A-di-đà Phật, Diệu Âm, ngày 14 tháng 6, năm 2009. Cúng dỗ người giảng sanh. Hỏi: A-di-đà Phật, Minh Châu gửi lời vấn an sức khỏe cư sĩ Diệu Âm. Minh Châu hơi thắc mắc là khi những người đã được giảng sanh thì mình chỉ cần tưởng nhớ tới người thân mình, nên mình cầu siêu và phóng sanh cho thân nhân trong vòng 49 hoặc 100 ngày. Rồi sau đó mình có cần thiết phải cầu siêu cho họ nữa không? Và có cần lập bàn thờ để làm dỗ cho thân nhân mỗi năm không? Vì người được giảng sanh đã theo từ phụ A-di-đà rồi. Xin cư sĩ giải thích cho Minh Châu được hiểu thêm. Cảm ơn cư sĩ nhiều. Triệu Kim Ngọc, Minh Châu. Trả lời: chúng ta, người Phật tử thường tới chùa dâng hương, hoa quả cúng Phật. Phật đâu dùng những thứ đó, vậy mà mình vẫn cúng. Mình thành tâm lễ Phật, lạy Phật, niệm Phật. Phật đâu cần những chuyện này, nhưng ta vẫn làm. Cầu siêu 49 ngày, 100 ngày, phóng sanh, làm các việc lành hồi hướng cho người xa đi. Đây là sự tự nguyện của người còn sống.
Việc làm này thể hiện lòng hiếu nghĩa của con cháu đối với ông bà cha mẹ đã ra đi, thể hiện tâm thương kính trước sau như một. Con cháu có nghĩa, có hiếu thì nên thành tâm làm. Nếu quên tình quên nghĩa thì có luật lệ nào phạt tội mình? Tất cả đều do tâm của con cháu có thành kính hay không.